Xích tâm tuần thiên chương 1451, tuyên hoài bá. Ở tề quốc bây giờ, không cần lời giới thiệu khác, hai chữ Khương Vọng đã đủ rồi. Khương Vọng càng sẽ không ngạo mạn chủ động lễ phép nói. Bái kiến tuyên hoài bá. Thì ra là Khương Thanh Dương. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn xa nghe danh. Liệu ứng kỳ tỏ ra vừa mừng vừa sợ, phong thái sáng ngời, phong thái trác tuyệt. Khương Vọng và Yến Phủ không để lại dấu vết nhìn nhau một lần. Xem ra từ sau khi Yến Phủ đích thân đến từ hôn, dòng dõi này của Liễu Ứng Kỳ sống càng không dễ chịu. Chỉ nhìn Liễu Ứng Kỳ đi ra ngoài, mỗi đường sớm, thuộc hạ đuổi người, lại có vệ sĩ đi tuần, phô trương đến đáng sợ. Nhưng hạng người gì mới cần những thứ phô trương bên ngoài này để giữ thể diện. Thí dụ như Trọng Huyền Trữ Lương, dù ông ta một thân một mình, tùy tiện ngồi ở đâu đó, sẽ có ai đám không coi trọng ông ta sao mà liệu ứng kỳ làm ra cảnh tượng lớn như vậy lại chỉ để tới đón tiếp loại vấn bối như yến phủ mà thôi dù yến gia có thế lớn đến đâu yến phủ cũng chỉ là một phản bối liệu ứng kỳ tới đón như vậy sẽ không khiến cho yến phủ cảm thấy mình được tôn trọng mà chỉ làm hắn cảm thấy áp lực nặng nề áp lực trên phương diện đạo đức nhìn đi ngươi hại chúng ta thành thế nào rồi ta đường đường là tuyên hoài bá Hiện tại lại phải nịnh bợ người ta như vậy. Khương Vọng không khỏi suy nghĩ, đây có thể chính là mục đích của Liễu ứng Kỳ. Đôi chút danh tiếng mỏng manh, không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng cũng không am hiểu ứng phó loại trường hợp này, nhưng nghĩ đến Yến phủ càng khó đối mặt, cho nên hắn vẫn chủ động nói, bá gia, ngài quá long trọng. Lần này ta và Yến phủ đến nhẹ nhàng, chẳng qua là tự đến thăm hỏi, không có chuyện gì lớn cả. Đúng vậy, Kiến phủ bổ sung nếu sớm biết liệu bá phụ muốn đích thân ra nghênh tiếp nói cái gì ta cũng không dám gửi thiệp thăm hỏi khương vọng và yến phụ chắc hẳn đã nói rất rõ ràng nhưng liệu ứng kỳ như hoàn toàn không nghe hiểu được cười đến vô cùng thân thiết đến tìm tú chương sao thậm chí giọng điệu của ông ta cũng rất mập mờ trong lòng khương vọng ấn tượng đối với người này lập tức hạ xuống mức thấp nhất nhân tài tề quốc đông đúc trong số nhân vật cao tầng mà khương vọng từng tiếp xúc không nói ai cũng có phong thái tuyệt đỉnh, nhưng phần lớn đều là nhân vật xuất sắc. Chưa từng có ai giống liễu ứng kỳ này, như thuốc cao da chó, đính lên liền không kéo xuống được. Mà ông ta lại đường đường là bá gia. Lúc này, cuối cùng cương vọng cũng có thể hiểu được, vì sao với phong cách làm việc mưa thuận gió hòa, mà lúc trước Yến Phủ lại đích thân tới cửa từ hôn, tâm một tới mức không nhìn nổi tình cảnh đó. Theo loại thái độ này của liễu ứng kỳ, nếu Yến Phủ không đích thân tới cửa, sao hôn sự này có thể hủy được? Điều khiến Khương Vọng sinh ra chán ghét nhất là Liễu Tú Trương và Yến Phủ đã hủy hôn ước, hai người có thể coi như không có quan hệ gì. Vì chế tạo cảnh tượng giả dối vẫn hòa thuận với Yến Gia, Liễu ứng kỳ lại cố ý dùng giọng điệu mập mờ. Vậy ông ta đặt thanh danh của nữ nhi mình ở chỗ nào? Chuyện Khương Vọng nhìn thấy, đương nhiên Yến Phủ cũng thấy rõ ràng. Y vốn quen đến tao nhã, lễ độ, Giờ phút này sắc mặt cũng rất khó coi, chỉ miễn cưỡng nói một câu để duy trì phong độ cơ bản. "Liễu bá phụ, ngài có việc thì cứ đi làm việc trước. Ta nói mấy câu với Liễu cô nương rồi đi." "Không có việc gì, không có việc gì, bá phụ không bận." Liễu ứng Kỳ vẫn cười như cũ, đừng như thật không cảm thấy sự kháng cự của hai người trẻ tuổi, đi thôi, bá phụ dẫn các ngươi về phủ. Nói được mức này, trừ khi vạch mặt tại chỗ, dù sao Yến phủ cũng không có khả năng xoay người rời đi. Hai người chỉ có thể đi theo sau Liễu ứng Kỳ, lên xe ngựa Liễu gia. Trên xe ngựa, Liễu ứng Kỳ cũng nhiệt tình đến quá đáng, đích thân rót rượu cho Yến phủ, Khương Vọng, Khương Vọng lần đầu tiên đến quận Phù Phong của ta, phải không? Nhất định phải nếm thử mỹ thực đặc sắc của Phù Phong ta, ngắm cảnh đẹp của quận Phù Phong ta đôi chút. Khương Vọng cũng chỉ có thể qua loa, lần này thời gian gấp gáp, lần sau ta nhất định sẽ đi xem. Ồ, hiền chất vội vàng làm việc hệ trọng gì? Liễu ứng kỳ dường như hoàn toàn không có chứng có mực, dò hỏi tới tận ngọn nguồn. Việc tu luyện mà thôi, không có gì để nói. Khương vọng càng trả lời qua loa hơn. a, à, tu luyện rất tốt. Người trẻ tuổi phải ôm chí lớn trong lòng, không thể xa vào hiện trạng. Sống trong gian nan khổ cực, chết bởi yên vui mà. Liễu ứng kỳ lại bày ra tư thái của người từng trải mà bắt đầu dạy bảo trái lại thật làm khó cho yến phủ y còn có thể giữ phong độ từ đầu tới cuối thỉnh thoảng lựa ý hồ theo vài câu liễu bá phụ nói đúng ta ghi nhớ lời này trở về sẽ nghiền ngẫm thật kỹ trẻ con vẫn dễ dạy ta đã sớm nói rồi yến phủ ngươi là nhân vật hạng nhất đúng rồi khương vọng ngươi cũng thế tiền đồ của các ngươi đều không thể lường được trái lại bá phụ già kỳ rồi thật sự là một đường ma âm rót vào não mãi mới chờ đến lúc xe ngựa dừng lại, Khương Vọng không kịp chờ đợi, muốn xuống dưới hít thở không khí trong lành. Đây là một viện nhỏ độc lập, mà không phải là đại trạch Liễu gia. Trước viện có vài cây liễu rủ. Cách đó không xa có một đầm nước, hoàn cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ. Hai hàng vệ sĩ đi theo xe ngựa một đường, lúc này cũng đứng trang nghiêm ở hai bên. Liễu ứng Kỳ đứng trước cửa sân, nói với Yến phủ, "Hiền chất, Tú chương ở ngay trong phòng." ngươi có lời gì cứ đi vào trò chuyện cùng nàng nữ nhi này của ta có tính tình bướng bỉnh không hiểu chuyện có chỗ nào không biết lễ nghĩa ngươi thông cảm nhiều ông ta lại vô cùng tự nhiên nói với khương vọng đến đây khương hiền chất bá phụ dẫn ngươi lãnh hội cảnh đẹp của phù phong đừng quấy rầy bọn họ nói chuyện vì chế tạo cơ hội cho liễu tú chương và yến phủ người làm trưởng bối như ông ta thật sự rất nhọc lòng liễu bá phụ Yến phủ cẩn thận giữ cấp bậc lễ nghĩa suốt một đường đến nay, lên tiếng đắt lời, "Ta đến tìm Liễu cô nương để nói chuyện chính sự, không có gì phải giấu người khác, không cần tự đi giao lưu." Khương vọng là người chứng kiến ta mời đến, chỉ e không tiện rời đi cùng ngươi." Khương vọng hoàn toàn mặc kệ lời mời của Liễu ứng Kỳ, chỉ đứng bên cạnh Yến phủ, dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Liễu ứng Kỳ lặng lặng nhìn Yến phủ một hồi, cảm thấy thái độ kiên quyết của người này. "Tiểu nhi sao dám như thế?" ông ta gần như muốn nổi giận. Nhưng những năm gần đây, loại chuyện này, loại khó xử này, ông ta còn ít gặp sao? Hiện tại liễu gia nào có lực lượng, ủng hộ ông ta thật sự dạy dỗ. Yến Phủ Liễu ứng kỳ vẫn nhếch miệng cười, người đâu, đi thông báo cho tiểu thư, có khách quý tới chơi. Ông ta vẫn dùng giọng điệu hết sức thân mật nói chuyện, Yến tướng là thế thúc của ta, khi còn bé còn từng ông ta, không phải thúc thúc ruột, mà còn hơn cả thúc thúc ruột. Cháu đích tôn của thế thúc ta tới đây, hai nhà đã có tình cảm tốt nhiều năm, bảo nàng không nên coi nhẹ. Sẽ có tôi tớ tự gõ cửa sân, đi vào truyền lời." Liễu ứng kỳ cười nói, "Vậy bá phụ đi trước một bước, không quấy rầy người trẻ tuổi các ngươi nói chuyện." Yến phủ chấp tay nói, "Làm phiền Liễu bá phụ." Liễu ứng kỳ bước lên chiếc xe ngựa có thể xưng xa hoa kia của ông ta, dưới sự bảo vệ của hai đội vệ sĩ đi xa trong ánh hoàng hôn. Cũng giống như ánh hoàng hôn này, thoạt nhìn sáng lạng, nhưng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Khương Vọng không nhịn được mà truyền âm hỏi, tuyên hoài bá là nhân vật như vậy, trước kia sao nhà ngươi lại kết nên hôn sự này. Yến Phủ lẳng lặng nhìn cửa sân thép một nửa, truyền âm trả lời. Việc hôn nhân là do gia gia của ta và gia gia liễu cô nương định ra. Mà tuyên hoài bá, trước kia ông ấy cũng không như vậy. Bao nhiêu cảnh còn người mất đều chứa trong lời không nói. Cửa sân đã kéo ra từ bao giờ? Không người nói chuyện. Sau cửa sân, một vị nữ tử khí chất nhu nhược đang đứng. Trên đôi mày như lá liễu thấm mấy phần cảnh xuân, trong đôi mắt thu thủy, có chút sâu bi không tan đi được. Nàng ta đứng ở đó, như một luồng gió, sắp bay đi bất cứ lúc nào. Yến phủ há to miệng, nhưng lại không nói nên lời. Khương vọng im lặng không nói, tôi tớ liễu phủ càng không lên tiếng. Đến cả tia sáng hoàng hôn rủ xuống tiểu viện, đường như cũng trở nên điều hiu. Yến phủ bước lên trước vài bước, rốt cuộc nói ra, liễu cô nương, ta. Yến công tử đứng ở đó đi. Liễu tú chương lên tiếng nói, có lời gì, chúng ta nói cách cửa sân, cũng tránh cho người bên ngoài nói xấu. Ta hà, ngươi đến, không phải là vì như thế sao? Phải. Cũng được. Lần này, Yến công tử đến vì chuyện gì? Có vài lời đàm tiếu, ta không biết ngươi có nghe được hay không hạt, ngươi xem ta ở chỗ này, ánh mắt liễu tú chương nhẹ nhàng lướt qua hai bên trái phải, nhìn tiểu viện cô độc này một lượt. Mỗi ngày, ta nhìn thấy, nghe thấy, chỉ có trăng thanh gió mát. Sao so được với thành lâm tri ồn ào náo động? Yến phủ cục mắt xuống, không dám nhìn thẳng nữ tử đứng đối diện cách một cánh cửa, chậm rãi nói, rất nhiều người nói, nói từ, về sau, ngươi quá đau thương, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt yến công tử trên gương mặt trái xoan thanh tú đẹp đẽ của liễu tú chương tú mỹ không có quá nhiều biểu cảm chuyện này không có gì để người ta nói lời đàm tiếu chúng ta đã quen biết từ khi còn bé thường thường chơi đùa cùng nhau từ nhỏ người lớn đã nói chúng ta dù chỉ là lời nói đùa thì cũng đùa quá lâu rồi cần thời gian để làm nhạc đi nàng ta cắt ngang hồi ức nhìn yến phủ ngươi muốn hủy bỏ hôn ước ta đã đồng ý thế nào đến cả quyền lợi khó chịu ta cũng không nên có sao nàng ta không hỏi xứng hay không cũng không hỏi có thể hay không chỉ hỏi nên hay không chỉ khi nói đến câu nói này trong giọng nói của nàng ta mới có chút dao động ta không có ý này vẻ mặt của yến phủ cũng rất kiềm chế y cố gắng để giọng nói không mang chút gợn sóng chỉ là có vài âm thanh rơi vào trên người đỉnh lang sau này nàng là thê tử của yến phủ ta ta cần suy nghĩ đến thanh danh của nàng đúng vậy là nên như thế liễu tú chương cũng rủ mắt xuống ta đóng cửa lại sống cuộc sống của mình phụ thân ta nói gì ở bên ngoài ta không biết hai người cách một cánh cửa đối diện đều chỉ nhìn dưới đất giống như trên mặt đất ẩn dấu bí mật giải quyết vấn đề khó khăn gì trên thế gian cánh cửa như tường cao ngăn cách hai người trong ngoài mỗi người một nơi ta không có khả năng làm gì với phụ thân của ngươi. Sau khi Yến Phủ nói ra miệng, mới ý thức được không nên nói như vậy, bổ sung, dù sao hai nhà Yến Liễu cũng là thế giao. Liễu Tú Chương chỉ nói, ngươi cũng biết tình huống của ông ấy. Nếu ông ấy có thể nghe ta, chuyện sẽ không như thế. Yến Phủ khẽ than thở một tiếng trong lòng, nói, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể nói chút gì. Nói chút gì cơ? dù sao liễu tú trương cũng là người thông minh sau khi hỏi ra vấn đề nàng ta liền hiểu được ngươi muốn ta nói ta hoàn toàn không có tình ý với ngươi muốn để ta nói ta chưa từng đau lòng nàng ta cười buồn bã kiến phủ ngươi thật nhẫn tâm kiến phủ đứng ngoài cửa viện giống một cái cây lặng lẽ chỉ có gió thổi tới mới có tiếng vang xào xạc sau một hồi lâu im lặng y nói ông đinh lan là thê tử chưa xuất giá của ta nàng không làm sai bất cứ chuyện gì không nên bị người ta chửi bới như thế ta không thể xoa dịu việc này vì nàng thì không có mặt mũi nào đứng trong thiên địa hiện nay ta chỉ có hai biện pháp một là ngươi mổ miệng xóa bỏ lời đồn đại hai là ngươi không nói gì sau khi ta về lâm tri sách đao đi ra ngoài ai nói một câu nói xấu ta liền chém kẻ đó một đao bất kể thân thù không tránh người địa vị cao hay thấp dù bị người ta coi là kẻ điên như Điền An Bình, ta cũng sẽ làm như vậy. Rất ít người từng gặp Yến Phủ ra tay, cũng gần như chưa từng nghe nói y động vũ lực với ai tại trường hợp công khai. Mặc dù có lần Khương Vô Ưu Lâm truy đuổi theo đánh y, y cũng vẫn chạy trốn, chưa từng đánh trả. Nhưng không ai sẽ hoài nghi thực lực của Yến Phủ. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nghe thấy Yến Phủ nói dọa ai. Vị quý công tử ôn nhã này, cho dù nói đến loại chuyện như chém người, vẫn tao nhã khắc chế nhưng quyết tâm y bộc lộ ra lại kiên định đến đáng sợ ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không liễu tú chương nâng mắt lên nhìn yến phủ từ đầu đến cuối chưa từng ngước mắt vì nàng ngươi tình nguyện từ bỏ tất cả yến phủ nói ông đại phu yêu nữ nhi như mệnh ta che chở ôn đinh lang như thế dù tiền đồ sau này hủy hết cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của ôn gia và yến gia nói tới nói lui ngươi vẫn để ý yến gia nhất Ta sinh ra tại Yến Thị, lớn lên tại Yến Thị, học tập tại Yến Thị, có được Yến Thị. Cho nên, cuối cùng Yến Phủ cũng ngước mắt lên, rốt cuộc có thể đối mặt với Liễu Tú Chương, ta cũng sẽ chết tại Yến Thị. Liễu Tú Chương đời mắt, việc này là trách nhiệm của ta, ta làm ảnh hưởng đến sự hòa thuận giữa phu thê các ngươi, ta sẽ xử lý. Yến Công Tử, mời trở về đi. Những chuyện này, từ đầu tới cuối, đều bởi vì Liễu ứng kỳ không cam lòng dời dòng chính, trói buộc yến gia thật chặt, không chịu buông. Đầu tiên, ông ta không chịu từ hôn, sau khi yến phủ đích thân từ hôn, lại tuyên dương khắp nơi rằng tình cảm của hai người yến phủ, Liễu Tú Chương vẫn kéo dài, không cách nào dứt bỏ, chỉ vì bị ép buộc bởi quyền thế Ôn Di Ngọc, đôi uyên ương này mới đẫm máu và nước mắt. Dù sao cũng không thể nói đây là trách nhiệm của Liễu Tú Chương đóng cửa không ra ngoài. Nhưng yến phủ không nói gì. Y chỉ cúi người thật sâu, hành lễ lớn như thế với liễu tú chương rồi mới quay người rời đi thế nào yến phủ và khương vọng vừa rời đi liễu ứng kỳ đã không kịp chờ đợi chạy về yến phủ và ngươi còn có thể sao liễu tú chương nhìn ông ta bằng ánh nhìn đau thương không nói một lời đi vào trong liễu ứng kỳ đuổi theo sau lưng tú chương tú chương ai chớ vội đi nếu yến phủ là kẻ vô tình chúng ta cũng không cần nhớ ngươi xem Khương Vọng Khương Thanh Dương đồng hành cùng hắn thế nào. Hiện tại hắn là thiên kiêu tuổi trẻ chạm tay có thể bỏng của Đại Tề, đã đánh bại Vương Di Ngô khi cùng cảnh giới, là kinh tài tuyệt diễm, càng nổi danh khắp vùng biển bởi một trận chiến, ép tới tu sĩ cùng giai của Điếu Hải lâu lặng ngắt như tờ. Đây là lương duyên. Nếu hắn có thể ở rễ, liễu tú chương giận dữ quay đầu. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời, nàng ta thét lớn với phụ thân của mình, ngài còn chê ta không chịu đủ nhục nhã sao? Liễu ứng kỳ sửng sốt. Nhìn dáng vẻ nữ nhi của mình rơi lệ đầy mặt, bi thương, tuyệt vọng xoay người đi. Ông ta đột nhiên, mất đi tất cả sức lực. Ta còn. Ta còn cách nào đâu? Liễu ứng kỳ thỏa thuê mãn nguyện kia, liễu ứng kỳ thể phải chấn hưng liễu thị kia, liễu ứng kỳ bởi vì cái chết của trưởng tử, giận dữ hô lên lời thề không cùng chung nhật nguyệt với điền thị kia, đã chết rồi chết vào ngày điền an bình còn sống rời đi trên đường trở về yến phủ buông ra tầng bảo vệ mặc cho cơn gió lạnh thấu xương va và đập vào mình bây giờ khương vọng không có biện pháp nói gì chỉ có thể đụng gió cùng y trong khi bay quá nhanh nếu không thêm vào một tầng bảo vệ đối diện cơn gió như đau sắc bén như chùi y nặng chính là chuyện chịu khổ nếu nói tỉ mỉ việc hôn nhân của yến phủ lại thật sự không luận ra đúng hay sai được Yến Gia và Liễu Gia quả thật đã từng kết thân trước đó. Nhưng nếu nói Yến Gia trở mặt vô tình, thì cũng quá hà khắc. Sau khi Lão Gia tử Liễu Gia vội vàng qua đời, Yến Gia ra tay giúp đỡ, Liễu Gia mới miễn cưỡng ổn định gia thế. Dưới tình huống Liễu Thần Thông bị giết, tương lai của phù phong Liễu Thị đã mất, vì có Yến Bình vẫn ra mặt giúp đỡ tạo áp lực, mới khiến cho Điền Gia đứng vào hàng danh môn đỉnh cấp trả giá càng nhiều hơn. Yến Gia chân chính quyết định từ hôn, là lúc Liễu Huyền Hổ không gánh đổi chức trách lớn, dòng dõi này của Liễu Ứng Kỳ đã hoàn toàn không gánh được Liễu Gia muốn phát sinh chuyện chuyển dời dòng chính, đây là việc quá bình thường. Liễu Thị ngày càng suy sụp ban đầu đã không xứng kết duyên với môn đình Yến Gia, làm sao Yến Gia có thể để con trai trưởng dòng chính cưới một nữ tử dòng bên Liễu Thị? Tuyên Hoài Bá Liễu Ứng Kỳ ôm chặt Yến Gia không chịu buông tay, biến thành tình trạng hiện nay có lẽ cũng bởi vì bây giờ đã không còn cách nào khác. Lão phụ thân của ông ta đã chết đi, nhi tử ông ta lấy làm kiêu ngạo cũng chết đi, một trai một gái còn lại, đều không đủ để chèo chống liễu gia. Ông ta tận mắt thấy sắp mất đi vinh dự của dòng dõi này, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ có một nhà thông gia lấy ra được. Liễu tú chương bị từ hôn đương nhiên là vô tội. Nàng ta chẳng hề làm gì, cuộc sống lại đột nhiên rớt xuống ngàn trường. Ông Đinh Lan lại có lỗi gì đây? Liễu gia trở nên thế này, không phải do nàng hại mà yến phủ việc lớn hôn nhân sao y có thể tự quyết định được trừ khi như y nói tất cả mọi thứ của y đều không liên quan với yến thị nhưng sao có thể không có liên quan gì giống như chính y đã nói y sinh ra tại yến thị lớn lên tại yến thị học tập tại yến thị có được yến thị cũng chỉ có thể chết bởi yến thị không nói đâu xa nếu không phải yến gia có quyền thế sao yến phủ có thể tùy ý gửi thiệp đến chính sự đường Nhẹ nhõm giải quyết chuyện hoàng hà hội giúp Khương Vọng. Mỗi người đều có lý do của mình, dường như tất cả mọi người đều không sai. Nhưng cuối cùng, rất nhiều người đều đau lòng. Trong tiếng gió lạnh thấu xương, Khương Vọng không khỏi hỏi, "Kiến phủ, người ngươi yêu chân chính là ai?" Ha ha ha, Kiến phủ bỗng nhiên cười. Đột nhiên, y tăng tốc độ, đụng vào trong gió càng mạnh hơn. Chỉ để lại một câu hỏi, "Thất lạc ở sau lưng, ta yêu ai?" Có quan trọng không? Ngoài tiếng gió gào thét. Không có lời đáp lại. Trường sinh cung, trong diễn võ trường, một trận đỏ sức vừa mới kết thúc. Thiếu niên mặc một bộ áo lông trồng trắng như tuyết, nhìn bàn tay phải có khớp xương rõ ràng của mình. Trong lòng bàn tay hắn là một lôi cầu lóng lánh, trong đó có vạn vật biến ảo, không ngừng sinh ra, diệt đi. Hắn nhẹ giọng thở dài, biểu huynh, lôi tì của ngươi thật sự là cùng cực của lý lẽ trong thiên địa lôi chim càng nằm ngửa trên đất không chút hình tượng, thở hổn hển nói, không phải nó đều ở trong lòng bàn tay ngươi sao. Khu, khu thương vô khí ho hai tiếng, tay phải nhẹ nhàng đưa lên. Lôi cầu kia thoát ly khỏi trói buộc, đột nhiên hơi dãy dụa. Lôi quang hiện ra, biến thành một cái ấn tỉ. Bên dưới là vùng đất bốn phương, bên trên là hình dáng sấm sét. Nó lộ rất rõ vẻ độc tài và uy nghiêm. Hắn ném về phía lôi chim càng, rơi vào trong nội phủ của hắn ta còn cần phải suy nghĩ thêm một phen khương vô khí nói ta biết thần thông về vị trí cũ lôi chim càng xoay người ngồi dậy trở về ta lại lật xem cửu thiên lôi diễn quyết luôn cảm thấy có gì đó ta còn chưa suy nghĩ thấu đáo dứt lời hắn ta lại nhìn khương vô khí giọng nói chứa oán trách ta đã nói để ngươi giúp ta nhìn xem ngươi lại không chịu khương vô khí bất đắc dĩ nói biểu huynh công và tư cần rành mạch ta nào có thể xem công pháp truyền thế của lôi gia dương đế đời cuối ép thế gia cho xem bí điển tổ truyền dẫn đến thiên hạ đều phản tấm gương nhà ân không xa đâu kinh thi đại nhã đảng ân giám bất viễn tại hạ hậu chỉ thế ý nghĩa là nhà ân diệt nhà hạ con cháu nhà ẩn lấy sự diệt vong của nhà hạ làm tấm gương sau này dùng để chỉ người đời sau lấy sự thất bại của người đời trước làm tấm gương ta tự nguyện cho ngươi xem cho dù không ngăn được người khác suy nghĩ ta không nói thì ai có thể biết được thương vô khí không đáp lời thôi thôi ta không thuyết phục được ngươi lôi chim càng khoát tay đứng thẳng người lên hoàng hà hội sắp bắt đầu rồi chính là lúc đại trượng phu dương danh đáng tiếc con cháu hoàng thất không thể tham dự nếu ngươi có thể đi ai có thể là đối thủ của ngươi có lẽ sẽ có một hai người cụ cụ sắc mặt thương vô khí tái nhật hắn cười những người khác cần rạng danh thiên hoàng quý tộc như hắn lại không cần chính bởi vì ta không thể đi cho nên biểu huynh ngươi cố gắng nhiều hơn giọng điệu của hắn tự nhiên như thế nhưng nội dung nói chuyện lại vô cùng kiêu ngạo phóng mắt nhìn toàn bộ thiên hạ người có thể trở thành đối thủ của hắn ở cùng bậc có lẽ sẽ chỉ có một hai người mà lôi chim càng không chút dị nghị với lời này yên tâm đi vô khí có ngươi hỗ trợ, ta đã hoàn toàn củng cố tam phủ, khống chế lôi nguyên đồ điển hoàn toàn, lôi tỳ càng được đẩy lên mức cực hạn trước mắt. Lại có thêm cửu thiên lôi diễn quyết. Lôi chim càng cúi đầu nhìn bàn tay của mình, lôi quan sáng chói mãnh liệt trên đó, trong khoảng thời gian này, cố gắng của ta sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Ta đã giúp ngươi đưa tên lên. Khương vô khí khích lệ, bên phía chính sự đường không có vấn đề gì. Ngươi chỉ cần cân nhắc, biểu hiện thế nào trước mặt phụ hoàng lôi chim càng bóp tắt lôi quang nhếch miệng cười trên dưới triều chính trong nội phủ người đáng lo chỉ có mình khương thanh dương mà thôi hắn ta lại tìm về được tự tin và kiệt ngạo ngày xưa lần nữa dân biển thô kịch, quét ngang vùng ven biển không là gì cả ta sẽ không thua hắn lần thứ hai biểu huynh ngươi đã từng đích thân giao đấu cùng hắn tất nhiên là nắm chắc trong lòng khương vô khí nói người hăm hở tiến bước trong thế gian không chỉ có ngươi và ta vào giờ khắc chúng ta nói chuyện này, có vô số người đang khổ tu. Lời này không chỉ về nói Khương Thanh Dương, danh môn trong thiên hạ, nhà nào không có thủ đoạn cuối cùng. Bên trong cửu tốt, cao thủ nhiều như mây, chỉ nói Vương Di Ngô kia, phá vỡ cực hạn của thông thiên cảnh trong lịch sử, con đường rộng lớn. Dù bại trong tay Khương Thanh Dương, nhưng sau nội phủ, thần thông đều lộ ra, ai mạnh ai yếu cũng khó mà nói. Mỗi một loại người, biểu huynh không cần chủ quan. Ta tự biết Vương Di Ngô là kẻ không dễ chọc, cùng cảnh không dễ tranh chấp, đệ tử của quân thần mà, lôi chim càng cười. Nhưng quân pháp như núi, thời hạn thi hành án 3 năm của hắn chưa đủ, ta cần gì phải lo. Khương vô khí nghe xong lời này, liền biết lôi chim càng vẫn chưa nghe vào. Trong khoảng thời gian này, lôi chim càng tiến triển cực nhanh, trong mắt hắn ta căn bản không có người bên ngoài. Với tầm nhìn của hắn, thật ra hắn cũng không quá quan tâm thắng bại giữa lôi chim càng và Khương Vọng dù sao dù là ai thắng đó đều là thiên kiêu đại tề lôi chim càng có thể thắng dĩ nhiên là không tồi nếu gương vọng thể hiện ra thiên phú mạnh hơn thì cũng là chuyện tốt đương nhiên lời này không tiện nói ngay trước mặt lôi chim cần dùng nắm đấm đỡ bờ môi hắn ho nhẹ hai tiếng sau đó cười khích lệ nói biểu huynh nếu lần này ngươi có thể dương cờ vì đại tề ta ta sẽ sắp xếp vị trí bên phía tắc hạ học cung bên kia đôi mắt lôi chim càng sáng lên nhưng nghe thấy tên tắc hạ học cung hắn ta không khỏi nhớ tới một người bèn không nhịn được mà hỏi ngươi nói trong một hai người có thể làm đối thủ của ngươi có bao gồm trọng huyền tuân không dù hắn ta coi trời bằng vung cũng không thể coi nhẹ sự tồn tại của trọng huyền tuân dù sao so với vương di ngô dừng lại ở thông thiên cảnh trong thời gian dài trọng huyền tuân mới là tồn tại đoạt hết phong thái tài hoa của những người cùng thế hệ bọn họ Khương vô khí không trả lời thẳng, chỉ ho hai tiếng nữa, sau đó nói, nếu hắn thật sự bị gọi ra sớm, ngươi hãy từ bỏ đi. Thành thiên phủ Thái hư giác lâu do trọng huyền thắng đích thân giám sát xây dựng và khẩn trương thu xếp, khai trương vào ngày hôm nay. Đương nhiên là Khương vọng phải chạy qua đó, bằng không, trọng huyền thắng ít nhất phải mắng hắn nửa tháng. Đến thành chủ thành thiên phủ là Lữ Tông Kiêu còn đích thân tới nơi chúc mừng, cả thành thiên phủ đương nhiên vô cùng quan tâm. Đám người vây xem chen chúc ở Thái Hư Giác Lâu có trận pháp bao phủ đến mức một con kiến cũng không chui lọt. Bên phía phủ thành chủ trực tiếp điều động bốn đội thành vệ quân tới duy trì trật tự. Sau đây xin mời vô địch quần đảo ven biển, người đầu tiên dựng kiếm ở Hoàng Hà, Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam, Thanh Bài Bổ Đầu Tứ Phẩm, Vệ Hải Sĩ Nhị Giai, Thái Hư Sứ Giả Khương Vọng. Trọng huyền thắng mặt mày rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, giọng giặc hùng hồn, vén mạng che mặt thần bí của nó, dẫn mọi người đi nhìn nắm kỳ quan của lịch sử tu hành này người không biết gì nghe xong chỉ sợ còn cho rằng thái hư huyễn cảnh đều là do khương vọng xây dựng khương vọng miễn cưỡng treo nụ cười trên mặt khẽ nói khoa trương như vậy không hay lắm đi rất dễ bị ăn đòn không sao trọng huyền thắng đáp lại qua kẻ răng cũng sẽ không đánh ta hắn ta đột nhiên vỗ tay lần nữa cất cao âm lượng xin mời khương thanh dương tên mập chết tiệt huynh được lắm trong lòng khương vọng đã bắt đầu vung quyền nhưng mặt vẫn cười sáng lạng, bấm một ấn quyết đơn giản một cách tiêu sái, pháp trận huyễn thuật bao phủ thái hư giác lâu liền biến mất xem như là khánh thành qua, trong thật lợi hại thật khí thế giữa một tràng âm thanh khen ngợi khương vọng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ xuất hiện trước mặt mọi người là một tòa kiến trúc có thể dùng từ đẹp kỳ lạ huyền ảo để hình dung cả tòa giác lâu cao năm tầng khắp xung quanh tỏa ra ánh sáng bộn ảo màu trắng bạc, giống như ánh trăng đang đổ xuống. Nó có tổng cộng 5 góc, đều ở tầng chót. Một cái làm đỉnh, vương thẳng lên trời. Bốn góc vương ra, hướng về bốn phương. Dưới mỗi điểm mái đều treo một viên lưu ly bảo thụ, khi ánh sáng chiếu vào, nhìn tựa như bảo vật thiên hạ. Thực ra phí tổn chủ yếu đều nằm ở vẻ bề ngoài. Mấy tầng còn lại đều là mái tròn trên mái hiên tròn bằng đá khắc những ký tự cổ xưa và thần bí giống như đang miêu tả bí pháp thần công tuyệt diệu gì đó hoặc là đang kể những câu chuyện thần thoại xa xưa rốt cuộc là cái ý nghĩa quỷ quái gì bản thân trọng huyền thắng cũng không biết một tòa thái hư giác lâu khảm bảo châu nạm minh ngọc hết sức xa hoa lộng lẫy nhìn vô cùng khác thường nhưng trong ngọc giảng mà hư trạch phủ đưa cho khương vọng tòa thái hư giác lâu được ghi chép lại rõ ràng là một tòa tiểu lâu năm tầng bằng đá với vẻ ngoài hết sức giản dị. trọng huyền thắng thì đã xây dựng lại thái hư giác lâu theo đúng yêu cầu, thế nhưng lại sửa hoàn toàn vẻ bề ngoài. việc này chỉ có một mục đích duy nhất, chính là khiến cho nó nhìn trong xa hoa và có giá trị. cho dù là hư trạch phủ tới, liếc qua cũng chưa chắc đã nhận ra đây là cái gì. người vây xem càng kinh thán, khương vọng càng xấu hổ. còn trọng huyền thắng thì đã hô lên lại đây lại đây không được ồn ào không được chen lấn một khối đạo nguyên thạch đi vào tham quan một lần a à, mọi người xếp thành hàng số người tham quan có hạn đạo nguyên thạch là một loại tiền tệ vô cùng vững chắc một khối đạo nguyên thạch tham quan một lần liền giống như ném đá trên mặt nước thương vọng không nghĩ rằng có người sẽ mắc lừa nhưng ngay lập tức liền có một âm thanh kích động vang lên nơi tu luyện đỉnh cấp như vậy ta đương nhiên phải đi xem đừng có tranh của ta ta xếp đầu tiên một thanh niên có khuôn mặt chất phát, giao ra đạo nguyên thạch một cách cực kỳ dứt khoát, vội vã xông vào trong thái hư giác lâu, giống như đang nhào vào bảo tàng tuyệt thế gì đó. Khương Vọng nhìn kỹ, đây không phải gia đình trong phủ trọng huyền thắng sao. Có người thứ nhất, lập tức liền có người thứ hai. Theo hiệu ứng đám đông, những người tham quan thái hư giác lâu nhanh chóng xếp thành một hàng dài. May là vệ sĩ của phủ thành chủ đang duy trì trật tự ở bên ngoài giác lâu, nếu không thì không biết sẽ loạn thành cái dạng gì. Hai ngày nay Khương Vọng đang đi giành danh ngạch của Hoàng Hà chỉ hội, thật sự không biết Trọng Huyền Thắng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy. Huynh như này cũng quá. Hắn có chút ngại ngùng, lừa gạt tu sĩ của thành thiên phủ như vậy, có phải là có lỗi với lữ đại ca mà mình vừa mới kết giao hay không? Bên cạnh đã chợt vang lên một tiếng hoang hô. Hay! Nhìn dòng người đông đúc, lữ tông kêu cười đến không khép được miệng, thắng công tử đúng là nhân trung long phượng, buôn bán kỳ tài. Nếu ngươi hành nghề kinh doanh, e là không có chuyện gì đáng mừng. Khương Vọng lặng lẽ ngậm miệng. Người chỉ đạo chuyện lừa gạt không ngại, quan phụ mẫu nơi này còn tươi cười rạng rỡ, thì một đại cổ đông không có tiếng tâm gì như hắn có gì phải ngại nhỉ. Mà thôi, tùy bọn họ. Đơn giản là nhắm mắt thu tiền. Người họ Khương nào đó tâm tình phức tạp, hiển nhiên là đã xem nhẹ tài hoa của thắng công tử. Hàng người đã duy trì được một lúc, quá thần kỳ rồi một âm thanh vô cùng khoa trương vang lên một nam tử trung niên người đầu tiên xông ra từ thái hư giác lâu hai tay run lẩy bẩy gương mặt cũng run rẩy không ngừng trưng trưng hô lên ta dường như đã nhìn thấy chân lý của đạo cảnh giới ba năm chưa phá hôm nay động mở vì ta hắn ta đứng dậy thân hóa thành lưu quang bay xa rất có phong phạm của cao thủ những quần chúng còn đang đứng vây xem lập tức nhốn nháo Bọn họ điền cùng chen vào thái hư giác lâu, cho ta đi vào, cho ta đi vào. Ta muốn đi tham quan. Tham quan cái gì? Ta trực tiếp đặt chỗ. Mau tránh ra cho ta. Giữa tiếng ồn ào huyên náo của đám người kích động, Khương Vọng im lặng không nói gì. Thật là làm khó vị ảnh vệ vừa rồi, rõ ràng là một cao thủ trong việc mai phục, tìm tin tức và hành thích giết người, nhưng lại phải diễn một màn phù phiếm như vậy ở nơi đông người vinh dự cả đời của một vị ảnh vệ đều đã trôi theo những giọt nước mắt kia hết rồi. Những tu sĩ có khả năng kinh tế nhất định đều đã chen qua xếp hàng. Còn những tu sĩ nghèo còn sót lại, và càng nhiều hơn, là những người bình thường tò mò về thế giới tu sĩ, vẫn đang tụ tập xung quanh, thưởng thức kỳ quan tu hành, náo nhiệt. Trong đám đông ở vòng ngoài hơn, có hai người đầu đội áo choàng dài, im lặng nhìn cảnh tượng trước thái hư giác lâu. Một giọng nữ lanh lãnh cất lên, tiểu mập mạp này, cố làm ra vẻ mê hoặc nhưng lại chỉ có một chiêu. Một âm thanh khác có về lười biếng, không hề cố ý, nhưng lại tự nhiên có phong tình vô hạn, chỉ nói, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Ta lại thấy hắn rất cơ trí. Giọng nữ trước đó cười khanh khách nói, mùi nguyệt mùi mùi, mùi vậy mà lại thích cái thân thịt béo này. Thích rồi thì phải nhanh chóng ra tay, thân thể mập mạp, rất bổ dưỡng. Nghe giọng thì thấy nàng ta trẻ trung hoạt bát hơn, nhưng không ngờ lại lớn tuổi hơn cô nương kia. Nữ nhân tên Muội Nguyệt dường như không có ý tranh chấp, chỉ nói, nếu tỷ tỷ thích, Muội Nguyệt đương nhiên sẽ nhường. Giọng nữ lanh lảnh bỗng nhiên cười lạnh, tỷ tỷ cần muội nhường sao? Một nam nhân trẻ tuổi bên cạnh, không hiểu sao lại ngửi được một làn gió thơm, sắc mặt đột nhiên si ngốc, áp sát vào hai người áo choàng dài bên cạnh. Nữ nhân vừa nói chuyện duỗi ngón trỏ từ dưới lớp áo choàng dài, móng tay kia đồ tươi như máu ngay trước khi người thanh niên ấy tới gần. Một ngón tay mềm mại trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay có móng màu đỏ tươi kia. Chỗ này là tê quốc, nữ tử tên muội Nguyệt lười nhát nói, tỷ tỷ không muốn sống, cũng đừng liên lụy đến muội muội. A ha ha, giọng nữ lanh lảnh vừa cười vừa thu lại ngón trỏ. Nam nhân trẻ tuổi kia mơ màng tỉnh lại, nhưng chỉ nhìn thấy hai bóng dáng khoác áo choàng dài màu đen, đã đi khuất trong đám người. Trong biển người chật chội. Mùi Nguyệt không hiểu vì sao. Lại chợt nhớ tới một câu mà tên mập kia vừa nói, vén mạng che mặt thần bí. Bất giác cười khẽ. Năm ấy ngày ấy sơn động ấy, ngươi muốn. Nhìn ta sao? Việc kinh doanh của Thái Hư Giác Lâu bùng nổ rồi, tất cả chỗ ngồi, kể cả những phòng đắt nhất, cũng đều chật ních không còn một chỗ. Cái này cũng chưa tính là gì. Trọng Huyền Thắng đã đặc biệt đề ra chế độ đặt lịch, trả trước để đặt chỗ trước mà danh sách tu sĩ đặc lịch đã xếp đến một tháng sau đó. Không chỉ có tu sĩ quận Lâm Hải, mà ngay cả quận Thanh Đầu cũng có tu sĩ tới. Thậm chí cả Phạm Thanh Thanh cũng đặc biệt gửi thư tới, hỏi thương vọng về chuyện của Thái Hư Giác Lâu. đương nhiên trong thư cũng cố ý nhắc tới rằng tu hành của độc cô tiểu có lẽ có thể thông qua vùng đất quý này mà nâng cao nhanh chóng. Sau khi đến Trấn Thanh Dương, nàng ta cũng đã nhận luôn trọng trách hướng dẫn độc cô tiểu tu hành. Dựa vào tu vi nội phủ cảnh của nàng ta, cùng với kinh nghiệm làm trưởng lão ở Ngũ Tiên môn trước đây, nàng ta đương nhiên là dư sức làm chuyện này. Khương Vọng vẫn luôn biết rằng, Phạm Thanh Thanh không phải một người đơn giản. Nói đơn giản một chuyện. Ngay khi vừa rời khỏi quần đảo ven biển đến quận Lâm Hải, nàng ta không hề phản đối chuyện Khương Vọng nói rằng những kẻ đuổi giết sẽ không dám tới Tề Quốc trong ít nhất 5 năm. Điều này đủ để chứng minh rằng nàng ta quả thực đã biết thân phận của đám người doãn quan nhưng trước giờ nàng chưa bao giờ nhắc đến họ chỉ nói rằng không biết họ là ai nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ta không đáng tin thân phận và địa vị hiện tại của khương vọng có thể cho nàng ta chỗ trú ẩn việc nghiên cứu thanh văn tiên điển có thể cho nàng ta cơ hội đột phá trong tương lai chỉ cần nàng ta duy trì tốc độ vọt thăng của bản thân kiểu người minh mẫn này sẽ không dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn khương vọng lập tức viết thư trả lời hứa hẹn rằng đợi sau khi chính thanh điện được xây xong nàng ta có thể dành thời gian đến thành thiên phủ thử nghiệm bất luận việc kinh doanh của thái hư giác lâu bận rộn ra sao thì với tư cách là chủ sở hữu của thái hư giác lâu hắn vẫn luôn có thể dành ra mấy chỗ đám đông náo nhiệt do thái hư giác lâu mang đến khiến cho nụ cười của lữ tông kiêu càng rạng rỡ hơn Việc kinh doanh sòng bạc do Trọng Huyền Béo quản lý chính cũng kiếm được bộn tiền, xét từ góc độ được hưởng ứng của tòa nhà mà Tam Phân Hương khí lâu mới xây này thì số tiền thu được vào cuối tháng lại là một khoản lớn. Lợi nhuận của hai vụ kinh doanh này đều đưa vào dưới tên của Đức Thịnh Thương Hội. Nhắc đến Đức Thịnh Thương Hội, Đức Thịnh Thương Hội hiện tại đã lấy Trấn Thanh Dương của Dương Địa làm đầu mối then chốt, nắm giữ một thương lộ ở trì quần, việc kinh doanh đương nhiên là ăn nên làm ra rồi lại cộng thêm việc thái hư giác lâu bên thành thiên phủ này đã hoàn thành xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với thành chủ thành thiên phủ lữ tông kiêu sau này làm chút chuyện kinh doanh xuất hải cũng không phải chuyện gì khó khăn bản thân trọng huyền thắng cũng tách bạch chuyện làm ăn của đức thịnh thương hội và trọng huyền gia nghiêm khắc vạch ra ranh giới chưa từng vượt qua vì suy cho cùng thì giữa hắn ta và khương vọng tất cả đều không thành vấn đề nhưng một khi đã dây dưa vào lợi ích của trọng huyền gia thì sẽ khó mà giải quyết trong số những thương hội có tình thế tốt nhất của Tề Quốc từ đầu năm tới nay, nhất định phải có tên của Đức Thịnh Thương Hội. Đương nhiên đây cũng chỉ là ganh đua cao thấp trong số những thương hội mới trỗi dậy, còn còn lâu mới có thể so sánh được với những thương hội hàng đầu như Tứ Hải Thương Minh. Mà sở dĩ lý do khiến Đức Thịnh Thương Hội không thể dẫn đầu trong số những thương hội mới nổi là bởi vì một thương hội do rất nhiều thương hội nhỏ hợp lại thành lập khác, Hòa Xương Thương Minh. Thương Minh này được thành lập trong thời gian rất ngắn, về cơ bản cũng có thể coi là lớn lên từ đống thịt thối rửa của tụ bảo thương hội trong đó có mấy thương hội trước kia đều là chủ nợ của tụ bảo thương hội lượng lớn nợ nần xoay vòng quanh tụ bảo thương hội vì thế tụ bảo thương hội vừa sụp đổ rất nhiều hoạt động kinh doanh đã bị trực tiếp cầm đi trả nợ trong quá trình tụ bảo thương hội sụp đổ có ba nhà được hưởng lợi nhất một là tứ hải thương minh một là doanh nghiệp của gia tộc trọng huyền gia Trọng huyền thắng cũng là dựa vào những lợi ích này mà buộc chặt được các gia lão trong gia tộc. Và nhà thứ ba, chính là Hòa Sương Thương Minh này. Có 15 thương hội nhỏ thành lập Hòa Sương Thương Minh, Minh Chủ là một người họ tề thần bí, gần như chưa từng xuất đầu lộ diện, trong nội bộ của Hòa Sương Thương Minh được tôn làm tề tiên sinh. Đương nhiên, Khương Vọng rất ít khi lo nghĩ đến những chuyện này. Đấy chính là biết nhiều khổ nhiều. Mọi chuyện đều giao cho Trọng Huyền Thắng. Còn về bản thân Khương Vọng, đương nhiên cũng đang luyện tập không ngừng, tích cực chuẩn bị cho Hoàng Hà chỉ hội. Vẫn là đóng chặt cửa phòng, ngồi một mình tự hỏi, tâm trí chìm vào trong thái hư huyễn cảnh. Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi thái hư giác lâu được xây xong, cảm giác tiến vào thái hư huyễn cảnh đã càng tự nhiên hơn một chút. Âm thanh cao vút kia lại lần nữa vang lên bên tai. Trước kia Khương Vọng chỉ tùy tiện nghĩ về nó, nhưng hiện tại đã có vài dòng suy nghĩ là vị chân quân thần bí hư uyên chỉ kia. Muôn vàng ý niệm, ứng với mỗi người tu hành của thái hư huyễn cảnh. Hoặc là biểu hiện của loại đạo tắc nào đó. Âm thanh kia không hề để ý đến tâm tình của Khương Vọng, vẫn tiếp tục phát ra theo quy luật vốn có. Thái hư giác lâu đã dựng. Nhận được danh hiệu danh dự, thái hư sứ giả. Trong lòng Khương Vọng nảy sinh một loại giác ngộ. Sau khi thái hư giác lâu được xây dựng, tầng thân phận này của hắn đã đi xuyên từ thái hư huyễn cảnh đến hiện thế. Đến giờ phút này, hắn mới trở thành một thái hư sứ giả, thực sự. Trong phút địa, trên nhật quỷ hư ảnh kia, ngoài danh hiệu danh dự thái hư đệ nhất đằng long tu sĩ thái hư lục hợp ra, lại có thêm một thái hư sứ giả. Phía sau là công, 5.300 pháp, hai vạn 3.400 lướt qua công và pháp, ánh mắt ném lên bốn chữ thái hư sứ giả, liền có thể tự nhiên thu được một tin tức, ngươi là người xây dựng và sở hữu thái hư giác lâu đại diện cho thái hư huyễn cảnh trên thế gian vì vậy ngươi có quyền lợi và trách nhiệm tương ứng ngươi nhận được diễn đạo đài và hiệu quả nhất phẩm ngươi nhận được quyền lợi dự báo biến hóa của thái hư huyễn cảnh quyền lợi và trách nhiệm còn lại đợi mở mà đặt tâm trí lên câu nói dự báo biến hóa của thái hư huyễn cảnh này lại có thể nhận được tin tức mới sau khi hoàn thành xây dựng xong một vòng thái hư giác lâu mới không gian hồng mông sẽ mổ ra không gian hồng mông mà trọng huyền thắng đã từng nhắc từ trước đó rất lâu. không gian hồng mông này có lẽ là thiết tưởng đã sớm thành hình trong thái hư huyễn cảnh đại thái là mối liên hệ chưa từng thống nhất được giữa các thế lực lớn vì vậy mà vẫn luôn không thể thực sự mở ra. điều này cũng đủ để chứng minh thái hư huyễn cảnh quả thực vẫn luôn nằm trong sự giám sát của các thế lực đỉnh cấp không thể có được tự chủ và tự do nguyên vẹn. xét từ một loại ý nghĩa nào đó đây cũng là điều kiện cho sự ổn định và an toàn của thái hư huyễn cảnh. Mãi cho đến hiện tại, với sự hình thành của một vòng thái hư giác lâu này, mới chính thức nên đón sự khai mở của không gian hồng mông. Trong lòng Khương Vọng có một khao khác, không biết đó sẽ là loại chuyện như thế nào. Trong phần giới thiệu của danh xưng đáng kính thái hư sứ giả này, Khương Vọng còn nắm bắt được một tin tức, khi thái hư sứ giả được hưởng quyền lợi nhất định, thì đồng thời hắn cũng cần phải đảm nhận một số trách nhiệm tuy rằng tạm thời vẫn chưa nói cần phải làm một gì nhưng nó chắc chắn đã biểu lộ rõ thái hư sứ giả và thái hư huyễn cảnh sẽ có mối liên hệ càng chặt chẽ không biết là tốt hay xấu nhưng dưới sự giám sát của các bên loại quyền lợi và trách nhiệm này ít nhất cũng sẽ không mất cân bằng quá mức thái hư huyễn cảnh là một thế giới rộng lớn như vậy nếu dựa vào cấp bậc hiện tại của khương vọng thì vẫn chưa thể can thiệp vào trong nó nhưng ít nhất hắn vẫn còn có quyền lựa chọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi lựa chọn. Trở về với tu vi của bản thân, Khương Vọng vẫn luôn tự xem xét bản thân không ngừng, hắn tự biết nội phủ cảnh còn lâu mới đạt đến cực hạn. Chưa kể vẫn còn có hai tòa nội phủ còn lại đang đợi mổ ra, nhưng ở tầng thứ tam phủ, cũng còn có đạo thuật thuấn phát của đệ tam nội phủ vẫn chưa được khắc ấn. Nếu muốn khắc ấn đệ tam nội phủ, thì đương nhiên đạo thuật bậc giáp thượng phẩm cấp bậc ngoại lâu sẽ là lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu không phải là thiên phú dị bẩm, vô cùng phù hợp, hay là bản thân sáng tạo độc đáo, có ưu thế bẩm sinh thì đạo thuật khắc ấn của tu sĩ nội phủ cũng chỉ giới hạn ở bậc giác trung phẩm hoặc cấp bậc dưới mà thôi. Đạo thuật ở dưới cấp bậc bậc giác trung phẩm, Khương vọng sẽ không nghĩ đến chuyện khắc ấn. Mà Trọng Huyền gia đương nhiên cũng không thiếu tĩnh phẩm đạo thuật bậc giác trung phẩm trở lên, nhưng cho dù là người có thân phận như Trọng Huyền thắng, cũng không thể dễ dàng sử dụng nó. Sau khi biết được một phần thông tin của Thái Hư huyễn cảnh, Khương Vọng cũng bớt cảnh giác với nó hơn. Dùng đạo thuật thôi diễn của diễn đạo đài cũng là một loại lựa chọn. Chỉ có điều không phải hiện tại. Tâm niệm của Khương Vọng vừa khẽ động, hắn đã đạp lên diễn đạo đài, gào thét trong tỉnh Hà. Hiện tại hắn đang là Thái Hư huyễn cảnh nội phủ cảnh đệ thập. Nếu hắn đoán không lầm, thì sau khi giành được danh hiệu danh dự Thái Hư ngũ hành tu sĩ, trong thời gian được vinh danh, diễn đạo đài có thể nâng cao một tầng hiệu quả mà sau khi giành được danh hiệu danh dự thái hư đệ nhất nội phủ diễn đạo đài còn có thể vĩnh viễn nâng cao một tầng hiệu quả vì vậy đợi đến khi giành được thái hư đệ nhất nội phủ thì diễn đạo đài hiện tại vốn chỉ có ba tầng của khương vọng đến lúc đó sẽ có thể phát huy hiệu quả của bảy tầng bên trong cung thọ ninh đương kim hoàng hậu đại tề ngồi nghiêm trên ghế phượng ánh mắt trầm mặc im lặng tự nhiên toát lên dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ trong tiếng bước chân vọng lại hoàng thái tử vội vàng đi tới với vẻ mặt lo lắng mẫu hậu có chuyện gì mà người cho gọi nhi thần gấp vậy tất cả cung nữ đứng hầu đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngay cả thở cũng chỉ dám thổ nhẹ nhàng cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của mình hoàng hậu đại tề rủ mắt nhìn xuống nhìn nhi tử đang cúi người thành khẩn của mình lạnh nhạt hỏi chuyện của hà chân ngươi đã biết chưa khương vô hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó lại thở dài một hơi nữa Nhi thần đã biết. Nghe nói là chân hà phóng xe náo loạn đường phố, quấy nhiễu bách tính, đã bị tuần kiểm phủ bắt giữ rồi. Giọng nói của hoàng hậu đại tề, tất nhiên là một âm thanh uy nghĩ, nhẹ nhàng cất lên, biết thì cũng đã biết rồi, chớ làm chuyện gì dư thừa. Khương vô hoa nhìn sắc mặt của nàng, thận trọng nói, gia nô biết giữ chừng mực, chưa làm tổn hại đến ai, cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Mặc dù coi như bỏ qua, cũng không phải chịu phạt nặng nhưng biểu đệ đệ ấy vẫn phải chịu khổ một chút hà hoàng hậu chỉ hỏi lúc biết chuyện này ngươi đang làm gì khương vô hoa lúng túng nói thần đang nấu cơm cho ninh nhi thái tử phi tống ninh nhi của đại tề không phải xuất thân từ gia tộc hiển hách gì mà chỉ là con gái của một viên ngoại lang bộ lễ bình thường đây là hôn sự năm đó hà hoàng hậu đích thân định ra tình cảm giữa khương vô hoa và thái tử phi cũng vẫn luôn rất tốt hà hoàng hậu nói ngươi nên nấu cơm cho ngon." Thương Vô Hoa nói, việc này nói ra cũng rất nhỏ. Chỉ là chuyện chỉ cần lên tiếng nhắc nhở. Hôm nay đã lên tiếng nhắc nhở rồi, ngày mai thì sao đây? Hà Hoàng hậu nhíu mày ngài, lộ vẻ tức giận, nếu trong phủ quốc cửu thật sự có chừng mực thì sẽ không làm ra loại chuyện này. Cửu cửu của ngươi là người nói như rồng leo, làm như mèo mửa, biểu đệ của ngươi là tên không biết cái gì, ngươi nhắc nhở một lần, chính là cho bọn hắn một lá gan cứ bao che hết lần này đến lần khác cuối cùng có một ngày ngươi không thể tiếp tục bao che ai gia cũng không thể tiếp tục bao che được nữa khương vô hoa cúi xuống đầu thần đã biết hà hoàng hậu nhấc tay quay về đi cử cửu ngươi vào cung quấy nhiễu mấy lần ai gia đã thay ngươi từ chối rồi khương vô hoa cung kính hành lễ nhưng trước khi định đi lại dừng lại một chút nhi thần thật sự không phải là không biết mặt lợi mặt hại trong chuyện này nhĩ thần chỉ là sợ mẫu hậu đau lòng vô hoa à trái tim của người làm mẫu thân chỉ có thể bị tổn thương bởi chính đứa con của mình ngươi được bình yên vô lo thì sẽ không có gì có thể làm tổn thương vi nương nếu ngươi nàng ta không nói tiếp nữa đến tận giờ phút này giọng nói của nàng ta mới lộ ra mấy phần tình cảm nhưng rất nhanh đã trở lại dáng về cao quý ung dung lui xuống đi thần cáo lui khương vô hoa không biểu lộ cảm xúc gì chỉ quy củ hành lễ một lần nữa, sau đó rời khỏi. Trong tất cả những đứa con của đương kim tề đế, cho dù là xét từ phương diện nào, y đều không phải người xuất sắc nhất, y cũng không phải người được tề đế yêu thích nhất. Nhưng y nhất định là người có những lựa chọn đúng đắn nhất. Chiến đấu phối hợp trong thái hư huyễn cảnh, hạng càng lên cao càng khó. Những người có thể chiến đấu đến lúc này, không có ai là kẻ yếu. Hơn nữa, để có thể chém giết rồi lọc vào 10 vị trí đầu của nội phủ cảnh thì căn bản là lúc ở đằng long cảnh, chí ít họ cũng phải có một danh hiệu vinh dự lục hợp tu sĩ trên người. Sau khi biết được lợi ích của danh hiệu vinh dự, lại càng phải phấn đấu hết mình. Nhưng Khương Vọng vẫn vươn lên đều đặn. Một loạt huyết chiến ở mê giới kia đã khiến hắn vô cùng thích hợp với kiểu chiến đấu ngẫu nhiên này. Không cần phải giữ miệng, nếu bỏ mạng ở chỗ này là kiểu thực sự bỏ mạng, thì tốc độ leo hạng của hắn còn có thể nhanh hơn nữa. Sau năm trận chiến đã tay đầy sảng khoái, hắn liền đợi được âm thanh cao vút kia. Đã thăng cấp, xếp hạng năm nội phủ cảnh. Nhận được danh hiệu vinh dự, thái hư ngũ hành tu sĩ. Lần đầu đạt được danh hiệu này, thưởng một ngàn công, một ngàn pháp. Duy trì được danh hiệu này, giữa mỗi tháng được thưởng một trăm công, một trăm pháp. Trong thời gian duy trì danh hiệu này, hiệu quả của diễn đạo đài tăng thêm một tầng. Thái hư huyễn cảnh khá keo kiệt trong việc thưởng công và pháp, nó thường khuyến khích người tu hành mài dũa chiến đấu, đầu tư lượng lớn công pháp bí thuật để thôi diễn. Chuyện này rất bình thường, bản thân thái hư huyễn cảnh cũng lớn lên từ trong vô số va chạm của linh cảm. Với khương vọng mà nói, pháp hiếm hơn công. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã có được di sản phúc địa của tả quan liệt, có thu nhập công cố định hàng tháng. Mà trong trận chiến phối hợp ở luận kiếm đài, hắn cũng thắng nhiều hơn thua, vì vậy thường xuyên nhận được khá nhiều công. Đối với một số tu sĩ khác, thì có lẽ không hẳn là thế. Ví dụ, có một số con cháu thế gia thiên phú bình thường nhưng xuất thân quý giá có thể dễ dàng lấy ra lượng lớn công pháp bí thuật tới cống hiến với diễn đạo đài, từ đó lấy được rất nhiều pháp. Tương đối mà nói, thì những tu sĩ vừa có tài chiến đấu vừa có thiên phú sáng tạo đạo thuật mới là những tu sĩ được quy tắc hiện hành của Thái Hư huyễn Cảnh Hoa Nghênh nhất trong thế giới này bọn họ cũng có thể càng như cá gặp nước. Hiện tại Khương Vọng tích lũy được 6.300 điểm công và 2.4.400 điểm pháp. Lượng pháp cần để 3 tầng diễn đạo đài thăng cấp lên 4 tầng diễn đạo đài là 10 vạn điểm. Nhưng bởi vì mối quan hệ với Nguyệt Thược kế thừa từ tả quan liệt, Khương Vọng chỉ cần 3 vạn điểm là có thể mở khóa 4 tầng diễn đạo đài. Còn thiếu 5.600 điểm pháp. Một chặng đường dài phía trước. Hiện tại, con đường duy nhất để thu được pháp chính là lấy được danh hiệu vinh dự và cống hiến công pháp bí thuật ở diễn đạo đài với tài nguyên mà khương vọng hiện đang có thì sẽ rất khó để nhanh chóng mở khóa bốn tầng diễn đạo đài hắn không hề vội vàng lập tức thôi diễn để thích ứng với đạo thuật khắc ấn của đệ tam nội phủ hắn vẫn muốn thử tranh danh hiệu vinh dự thái hư đệ nhất nội phủ để hiệu quả của diễn đạo đài lại tăng thêm một tầng trước nếu gặp khó khăn thì lại lui về cường hóa bản thân trước nhưng trước đó còn có một vấn đề nói tóm lại việc khen thưởng danh hiệu vinh dự thái hư ngũ hành tu sĩ không hề khiến người khác thất vọng nhưng cũng chưa quá sức tưởng tượng hư trạch phủ của thái hư phái kia đặc biệt nhắc nhở hy vọng hắn nhanh chóng lấy được thái hư ngũ hành tu sĩ chẳng lẽ đó chỉ là một câu mong đợi đơn giản thế thôi sao nếu chỉ là khen thưởng công và pháp chỉ là nâng cao hiệu quả của diễn đạo đài cố định thì hà tất gì phải gấp rút nhỉ không biết là vì suy nghĩ của khương vọng hay là nói bản thân sự việc cần phải có thời gian phản ứng nhất định. Ngay vào lúc Khương Vọng đang suy xét vấn đề này, âm thanh cao mù mịt kia lại vang lên lần nữa, Thái Hư Sứ Giả đã đạt được danh hiệu vinh dự Thái Hư Ngũ Hành Tu Sĩ, nhận được tư cách tiến vào không gian hồng mông. Không gian hồng mông? Không phải là còn phải qua một thời gian nữa mới có thể mở sao? Hắn còn đang trong lúc nghi ngờ, thì phúc địa trong người đã lặng lẽ xảy ra biến hóa. Đến hiện tại Khương Vọng vẫn không biết, Lúc cuộc phúc địa mang ý nghĩa gì? Một đường hắn trượt xuống từ động chân khư đến Kê Lung Sơn hiện nay đang xếp thứ 43, ngoài việc giảm tạo công mỗi tháng, cũng không phát hiện ra sự khác biệt nào khác. Từ đó đến nay chỉ có một không gian nho nhỏ, khá giống thế giới trong kính nơi mà nhục thân ở đó khi tiến vào hồng trang kính. Cũng chỉ có ba dạng sự vật như Diễn Đạo Đài, Luận Kiếm Đài và Nhật Quỷ Hư Ảnh mới có thể nói rõ sự khác biệt. Lúc này, ngoài ba dạng sự vật cố định này ra, lại đã xuất hiện hình dạng thứ tư, đó là một cánh cửa đá cổ kính và nặng nề. Trên cánh cửa đá này không hề có hoa văn hay khắc chữ. Chỉ có hơi thở của sự cổ kính, trôi nổi trên cảm giác nặng nề. Nó xuất hiện một cách đột ngột, nhưng lại giống như đã đứng lặng từ lâu. Vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó từ rất lâu. Khương vọng vương tay đặt lên cánh cửa đá này, ngoài cảm giác chất đá có chút lạnh ra thì cũng không có cảm nhận đặc biệt nào khác đạo nguyên bơi lội trên đó cũng không có một chút phản ứng nào. Lúc này không gian phúc địa nho nhỏ mà hắn đang ở rất giống với thế giới trong gương nơi mà nhục thân ở đó khi tiến vào hồng trang kính. Tất cả những gì có thể nhìn thấy chỉ là một tất đất vuông xung quanh, còn mọi thứ bên ngoài đều mù mịt. Nhưng thái hư huyễn cảnh an toàn hơn thế giới trong gương của hồng trang kính rất nhiều. Ở thế giới trong gương của hồng trang kính, hương vọng không dám bước quá một bước. Mấy lần ít ỏi, mạo hiểm, muốn khám phá đều gặp nguy hiểm tứ phía. Mà ở trong thái hư huyễn cảnh thì chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Điều kiện các bên cùng nhau giám sát cũng đảm bảo rất nhiều cho tính an toàn của thái hư huyễn cảnh. Vì vậy Khương Vọng nhẹ nhàng đẩy, cửa đá mở ra mà đất trời chưa mở, trong đục không phân, vạn vật hỗn độn là bởi vì Hồng mông Không có gì cả, thậm chí cũng không có bóng tối. Bởi vì chưa từng có ánh sáng, nên cũng chưa từng sinh ra khái niệm bóng tối thương vọng chính là xuất hiện ở một nơi khó hình dung như vậy không cảm nhận được hết thế giới cũng không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân và trong trạng thái bối rối như vậy thứ đầu tiên xuất hiện là âm thanh âm thanh cao mịt mờ kia thái hư sứ giả tu sĩ thái hư lục hợp độc cô vô địch ngươi đã tiến vào không gian hồng mông thế giới âm thanh trong trạng thái không biết gì và không có gì cả thì phản ứng đầu tiên của Khương Vọng với âm thanh này không phải là đi suy ngẫm để hiểu nội dung của nó, mà là điều động bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh theo bản năng, hoặc có thể nói là điều động thanh văn tiên điển đã thiếu sự tồn tại của thuật giới. Đi cảm nhận, đi thăm dò. Mênh mông. Hùng vĩ. Âm thanh rõ ràng và cao mịt mở kia, tựa như đến từ ngoài bầu trời. Nhưng khi dùng bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh cảm nhận âm thanh này, thì lại giống như đã tùy tiện xông vào một thế giới rộng lớn và hùng vĩ kỳ diệu như vậy tráng lệ như vậy một thế giới có thể chứa đựng những huyễn tưởng vô tận dê yeah, âm thanh vẫn luôn cao vút lạnh lùng kia dường như đã phát ra một tiếng hiếu kỳ đây là ấn tượng cuối cùng còn sót lại của khương vọng còn những chuyện sau đó hắn liền hoàn toàn không cảm nhận được nữa một nơi huyền bí nào đó đỉnh núi treo ngược trên không mây mù bay lượn qua lại động quan đến và đi, xuyên qua như điện. Thỉnh thoảng có hạt trắng ghé qua, hoàn toàn không sợ hãi những tu sĩ đang hối hả đi qua đi lại, chúng khoan thai tự đắc, tiếng kêu kéo dài như tiếng chuông. Hư trạch phủ đang nghe truyện trên TV audio CV tay áo bay bay, chân đạp trên mây. Trên những đỉnh núi treo ngược kia, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt như núi non biển cả rơi xuống. Hư trạch phủ không hề chống cự, thản nhiên chấp nhận sự giám sát những ánh mắt này đều đến từ những người giám sát của các thế lực đại đỉnh cấp sư thúc trở lại rồi sư bác trong động quan xuyên qua như điện nếu ngẫu nhiên có người chào hồi y thì cũng toàn là vội vã bỏ lại một câu không có một câu chào nào nghiêm chỉnh nhiều động quan thì cứ thế mà đi căn bản là coi như y không tồn tại cũng không chỉ là coi như y không tồn tại đa số chủ nhân của động quan đều vội vàng lên đường không chịu nghỉ ngơi một chút nào Hư trạch phủ không để tâm chuyện này, có người chào hỏi, thì y sẽ cười đáp lại. Không ai để ý, y liền tự mình đi đường mình. Sư đệ mau tới mau tới. Một nữ tu đầu bù tóc rối mặt mũi nhem nhút bỗng nhiên nhảy ra, bắt lấy tay y bay sang bên cạnh, đã bảo là tháng này ta dùng ngươi, chạy đi đâu thế? Nhanh nhanh! Hư trạch phủ vội vàng giải thích, ta phụng sư mệnh đi. Không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó. Nữ tu không chút khách khí ngắt lời y, mau tới nhìn giúp ta, xem xem làm sao để biến hóa đạo thuật này. Động quan cuộn một vòng, hai người liền biến mất. Tầng mây mù mịt đi xuống. Vẫn là mây chồng lên mây, gió cuốn theo gió. Một đường xuyên thủng xuống là có thể tới điểm thấp nhất của nơi huyền bí này, nơi mà tu sĩ bình thường không thể nào tới gần. Đây là một vùng đất bằng phẳng, bên ngoài là hư vô. Bất cứ ai sống ở đây đều biết, hư vô chính là ranh giới trên nền đất phẳng có ba gian nhà đá. Một trước, hai sau. Không thể nói là rộng lớn, chỉ là ba gian nhà đá nhìn rất bình thường. Gian nhà đá được xây ở phía trước kia, trên hoành phi treo có khắc ba chữ Tổ sư đường. Ba chữ này rất đẹp, nhưng tiếc là không có mấy người có thể thưởng thức chúng. Trong ba gian nhà đá đều không có người. Một người duy nhất ở trên vùng đất phẳng này, đang ngồi xếp bằng bên mép bờ đối mặt hư vô nhưng người đó không hề nhìn chằm chằm vào hư vô mà là nhắm mắt đây là một tu sĩ không nhìn ra tuổi thậm chí cũng không thấy rõ khuôn mặt không biết hắn ta đã ngồi bao lâu cũng không thể khẳng định được rằng hắn ta có đang ngồi hay không hắn ta giống như có thể tồn tại và biến mất bất cứ lúc nào dê dê giữa hư và thực hắn ta phát ra một tiếng nghi hoặc một chuyện rất thú vị vừa xảy ra trong kỳ quan tu hành rộng lớn kia có một người trẻ tuổi nghe được âm thanh của hắn ta. Đây vốn không phải là một chuyện có thể thu hút sự tò mò của mọi người. Âm thanh xuất hiện trong thái hư huyễn cảnh đều là bản sao của âm thanh của hắn ta. Gần như mỗi tu sĩ tiến vào thái hư huyễn cảnh đều có thể nghe được âm thanh của hắn ta. Nhưng nghe này thì khác. Cường giả ở tầng thứ này như hắn ta, thân động pháp theo. Vạn sự vạn vật biến đổi theo nhất cử nhất động. Thông thường, trước khi xuất hiện trước mặt người khác đều sẽ kiềm chế bản thân, lúc giao lưu với người khác đều phải áp chế sức mạnh. Nếu không sẽ lập tức phát sinh biến hóa khó lường. Áp chế bản thân là để bảo vệ hiện thế, bảo vệ người khác. Đồng thời cũng là ngăn người bên cạnh rình mò khả năng đạo tắc của bản thân. Thái hư huyễn cảnh là một kỳ quan tu hành vĩ đại như vậy, ý thức nguyên bản của hắn ta trong rủi ở đó, đồng thời cũng không cản trở những thứ khác. Nhưng vừa rồi đã có một chút hiểu lầm kỳ diệu không gian hồng mông không hề mở ra hoàn toàn nó đang biến đổi đặc biệt hơn bản sao thường ngày của âm thanh của hắn ta vẫn phát ra như bình thường việc này vốn cũng không có gì nhưng người trẻ tuổi kia đã dùng một loại phương thức thời đại cận cổ truy tìm bản gốc của tâm thanh nói đơn giản là người đó nhất thời đã nghe được âm thanh thực sự của hắn ta nói theo một mức độ nào đó là đã nghe được đạo tắc của hắn ta giống như đạo tự vừa nhìn là sẽ hiểu được ý nghĩa của nó âm thanh của hắn ta cũng có thể coi là đạo âm ở một mức độ nào đó đương nhiên liền giống như một trong những nguyên nhân mà đạo tự bị che giấu đó là có vài đạo tự quá mạnh dễ dàng giết chết người mà nó gặp cứ thế càng nhiều người tu luyện thì càng nhiều người chết ngại với thực lực của người trẻ tuổi kia thì người đó cũng không thể nghe được bao nhiêu đây chính là nguyên nhân khiến sự tồn tại này của hắn ta kinh ngạc một người trẻ tuổi yếu ớt nhỏ bé như vậy lại có thể bắt được một điểm hiểu lầm kỳ diệu này thật sự tiến gần hơn một bước tới âm thanh vốn có của của hắn ta dù chỉ là khoảng cách một bước nhỏ không đáng kể như vậy cũng đã là khả năng thăm dò cực kỳ có thiên phú với một số sự tồn tại mà nói loại chuyện này đã có thể xem là mạo phạm động thủ giết chết người đó cũng không có gì là quá đáng nhưng đối với hắn ta mà nói chuyện này không là gì cả hắn ta chỉ khẽ dê một tiếng, ngoài ra không có bất kỳ phản ứng nào khác. Không giúp đỡ, cũng không làm phiền. Dê. Người này là sao? Không biết a, à, bỗng nhiên nằm ở đây. Đây là một con phố dài, hai bên đường lầu cắt mọc lên như rừng, nhưng đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng trong suốt, trong mờ mờ ảo ảo, cũng không giống bộ dạng có thể đi vào. Người đi đường thưa thớt, ai đi đường người nấy chỉ có duy nhất một nơi ở giữa con phố là tụ tập ba bốn người có nam có nữ vây quanh một người vừa ngã xuống trong đó có một người có lẽ là thấy vô vị lập tức bỏ đi ba người còn lại tiếp tục tán gẫu bởi vì cao thấp mập ống xấu đẹp trong thái hư huyễn cảnh đều rất khó tin nên tạm gọi họ là giáp ất bính giáp ngạc nhiên nói đây là lần đầu tiên ta gặp người té xỉu ở không gian hồng mông ất trầm ngâm nói ta không nghĩ là hắn té xỉu. Bính đi tới hỏi, huynh đài lời này sao giảng? Ất cười đầy tự tin, người té xỉu hẳn sẽ không nói mớ. Giáp gãi gãi đầu, đâu có nghe thấy hắn nói mớ a? À. Ước lãnh đạm nói, âm thanh của hắn rất mơ hồ, rất nhỏ, giống như đã dệt thành sợi tơ phiêu đảng ở nơi nào đó rồi. Nếu ngươi cảm nhận một cách kỹ lưỡng, thì sẽ có thể nghe thấy. Người này đã nghiên cứu rất sâu về đạo âm, ngủ rồi mà cũng có thể có sự vận dụng tinh vi như vậy. Bính lặng im cảm nhận một hồi, đúng thật là đang nói mớ. Cái gì mà thiếu nợ A à trả A? À? Là ý gì? Nói mớ mà, sao mà mạch lạc được? Giáp cảm khái nói, vị này cũng thực sự là nhân tài, đặc biệt đến ngủ ở không gian hồng mông. Còn ngủ trên đường lớn. Bính cười nói, màn trời chiếu đất, có gì mà không thể. Huống hồ ở chỗ này, cũng chẳng có ai làm gì được hắn nhưng ở hiện thế thì chưa chắc. Giáp nói, nếu ngươi lưu lại đủ linh cảm cảnh giác ở hiện thế, vậy thì hắn chắc chắn cũng như vậy. Bất phân tích rất mạch lạc nói, đây có lẽ là một loại pháp môn tu luyện đặc biệt. Giáp vẫn còn thắc mắc, vào trong Thái hư huyễn cảnh diễn đạo hay luận kiếm vốn cũng đã là một kiểu tu hành rồi. Hắn ngủ như này là đang tu gì nhỉ? Cái này ta cũng không biết. Bất hiển nhiên là có một kho tri thức rất phong phú, hiểu biết rất rộng. Nhưng ta nghe nói thời đại cận cổ có một loại bí thuật dùng mộng để nhập thần, có chút tương tự với loại tình huống này. Khương Vọng từ từ tỉnh dậy từ trong nỗi mơ hồ vô biên. Đầu đau đến mức muốn nứt ra, chỉ nhớ là mình đã đẩy cánh cửa đá kia ra, đã đi vào không gian hồng mông, sau đó nghe được một tiếng tơ Rồi sau đó, chính là tiếng nói chuyện láo nháo. Người này bị sao vậy? Đây có lẽ là một loại pháp môn tu luyện đặc biệt. Cũng gì đó với gì đó a. À? Không đúng, sao lại có người đang nói chuyện? Khương Vọng hoàn toàn mở mắt, vừa mở liền nhìn thấy ba cái đầu ở ba hướng đều đang cúi xuống nhìn hắn. Sáu con mắt đồng thời lộ ra về tò mò. Cố nén ý muốn phun ra một ngụm tam muội chân hỏa, Khương Vọng mở miệng hỏi, chư vị huynh đài, đây là tình huống gì? Giáp ức bính ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao thì vừa rồi bọn họ cũng cứ đứng vây xem rồi phân tích người ta, hiện tại chính chủ đã tỉnh rồi, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, Cuối cùng vẫn là giáp nói, chúng ta đều đang đi dạo lang thang trong không gian hồng mông, đúng lúc nhìn thấy ngươi nằm trên đường lớn, đang luyện nhỉ. Không gian hồng mông một tiếng dê kia, quả nhiên là tiếng bọn họ đang nói chuyện đi. Nhưng dường như hắn đã thu hoạch được điều gì đó. Lợi ích của việc tiến vào không gian hồng mông. Khương vọng tỉ mỉ suy nghĩ, vì thế vẫn nằm trên mặt đất nhất thời quên đứng dậy. a à, đang luyện thuận miệng lấy lệ một câu, hỏi, các vị huynh đài xưng hô như thế nào? Giáp ức bính nhìn nhau. Rõ ràng là bọn họ cũng không hề quen biết nhau, mà là vừa rồi xem náo nhiệt nên mới tụ lại một chỗ. Vẫn là giáp mở miệng trước, đúng lúc mọi người có duyên quen biết, chỉ bằng kết giao bằng hữu làm quen một chút. Tại hạ, giả phú quý. Ất thì rất thông dong thượng quan. Giả phú quý, bính, và cả khương vọng, đều nhìn y, đợi câu tiếp theo ta tên thượng quan tất nói thêm một người thoạt nhìn giọng trầm thấp chín chắn nhưng bên trong lại là sóng lớn mãnh liệt tràn đầy ham muốn làm quan cái tên này khoa trương rồi ai cũng phải kính y một tiếng thượng quan bính thì lại cười một cách chất phát tại hạ triệu thiết trụ hay nha toàn là tên giả trong thái hư huyễn cảnh không một cái nào là thật thương vọng cười ôn hòa tiểu đệ độc cô vô địch giả phú quý Thượng Quan và Triệu Thiết Trụ đồng loạt im lặng trong giây lát. Sau đó mọi người đồng loạt chắp tay, có duyên gặp gỡ, có duyên gặp gỡ lúc này Khương Vọng mới nhận ra mình còn đang nằm, thế là hắn vội vàng đứng dậy, hòa thành một khối với ba vị huynh đài. Hiện tại không gian Hồng Mông chỉ mở ra ở phạm vi nhỏ, vậy nên không có nhiều tu sĩ xuất hiện ở đây. Còn rất nhiều tòa nhà chưa được mở ra, cũng không biết ở đây có khác biệt gì khác hay không chỉ cần nhìn vào màn giao lưu giữa khương vọng với ba vị nhân huynh vây xem này là biết không gian hồng mông là một nơi mà không gian giao lưu càng trực tiếp thì nó càng có thể chứa được nhiều tu sĩ giao lưu hơn mà lại không câu nệ quen thuộc hay xa lạ giống như hiện thế có thể bắt gặp bất kỳ ai khi đi trên đường một điểm quan trọng nhất có lẽ là không gian hồng mông không cần hao công tương đối mà nói thì không gian tỉnh hà mà khương vọng và trọng huyền thắng thỉnh thoảng sẽ sử dụng giống như giai đoạn trước khi chuyển tiếp của không gian hồng mông hơn, hoặc cũng có thể là một không gian giao lưu kín đáo bí mật hơn. Khương vọng thiên về vế trước hơn. Bởi vì đợi sau khi không gian hồng mông hoàn toàn mở ra, nếu các tòa nhà hai bên đường có những nơi như khách điếm, thì nó chắc chắn sẽ có thể dễ dàng thay thế vai trò này của không gian tinh hà. Đương nhiên, có thể là sau này không gian tinh hà cũng sẽ có một phần mở rộng mới. Sự hiểu biết của hắn về thái hư huyễn cảnh vẫn còn rất hạn chế, không có gì là chắc chắn. Cuộc giao lưu với ba người cổ phú quý, thượng quan và triệt thiết trụ này chẳng có gì hay ho, chắc chắn là bọn họ cũng nghĩ như vậy. Không ai trong số họ nói lời thật lòng, đều ở đó nói những lời thách sáo với nhau. Đây là một chuyện phải lẽ, bởi vì ở một nơi không hề biết rõ nội tình của nhau như không gian hồng môn này, không hề giấu giếm cái gì mới càng khiến người khác nghi ngờ. Nhưng giao lưu kiểu này cũng khó tránh khỏi mệt mồi. Giao lưu một cách vô nghĩa là năng lực mà rất nhiều quý tộc cần phải nắm chắc. Nhưng đối với Khương Vọng, hắn không muốn lãng phí thời gian. Hắn lại tùy tiện nói vài câu rồi sau đó liền cáo từ trước. Độc Cô huynh đi thông thả. Lần sau lại nói chuyện tiếp. Hân hạnh được quen biết vô địch huynh. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Nhưng Khương Vọng vừa đi xa, chủ đề nói chuyện liền thay đổi tiểu tử này thật biết cách giả vờ giả phú quý xì một tiếng kinh miệt biết đâu hắn thật sự có bản lĩnh thì sao thượng quan tỏ vẻ khách quan kéo lại một câu sau đó nói nhưng mà cái tên vô địch này nha trước đó ta đã từng gặp qua một người tên là chân vô địch ở luận kiếm đài chỉ biết hô to gọi nhỏ căn bản là kém cỏi triệu thiết trụ ở một bên cười ngây ngô phụ họa thân phận thực sự của hắn ta là con cháu của danh môn trung sơn thị ở kinh quốc và rất rõ ràng là người có thể tiến vào không gian hồng mông ở thời kỳ này đều không phải kẻ yếu. Hắn ta tin rằng thân phận ở hiện thực của giả phú quý gì đó, thượng quan gì đó, bao gồm cả độc cô vô địch đã đi kia, đều sẽ không quá đơn giản. Nhưng ở nơi này, mọi người đều khoác lên mình một lớp thân phận ngụy trang, hoàn toàn rũ bỏ phong thái dáng về thường ngày, giống hệt như những phàm phu tục tử xuất hiện ở khắp đầu đường xó chợ, vây xem náo nhiệt. Nói sau lưng người khác thực ra là một loại trải nghiệm rất thú vị. Càng thiếu cái gì, thì càng khoe khoang cái đấy. Triệu thiết trụ cười ngây ngô bổ sung thêm. Đúng đúng đúng, giả phú quý cao hứng nói xấu, có lẽ là bình thường ít có cơ hội như này, cái tên họ độc cô này chắc chắn là yếu. Ngày nào đó đụng phải nhau trên luận kiếm đài, xem ta dạy dỗ hắn như thế nào. Biết đâu hắn không thể gặp được huynh thì sao, thượng quan cười nói một câu. Tất cả mọi người đều cười. Lúc này, độc cô vô địch đang đi đến cuối con phố dài kia, thì trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đá cổ kính nặng nề. Thanh niên anh Tuấn tên độc cô vô dịch, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Cửa đá khép lại, biến mất không dấu vết. Trên cả con phố dài, những người cảm nhận được một cảnh này đều đột ngột quay đầu, nhất tề nhìn tới. Ôi trời! Cửa phúc địa! Có người bất giác hô lên. Nhóm ba người vây xem ngơ ngác nhìn nhau. Giả phú quý chấp chấp mắt, những nhân vật ở tầng thứ này, không phải là chỉ chuyên ở phúc địa sao. Tự nhiên còn sẽ đến không gian hồng mông đi dạo. Triệu thiết trụ rụt rụt cổ, vị này có lẽ thực sự là vô địch. Thượng quan trái lại vẫn còn có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Phú quý huynh, xem ra hắn thật sự là không thể gặp được huynh. Người họ khương nào đó không hề biết mình đã gây ra một cuộc chấn động to như thế nào. Cho đến hiện tại hắn cũng chưa tìm hiểu rõ ý nghĩa của phúc địa sau khi hiểu sơ qua về không gian hồng mông hắn liền không tính đến chuyện ở lại nữa bởi vì không gian hồng mông hiện tại cũng chỉ có tác dụng giao lưu mà thôi đối với hắn mà nói điều này bằng nghĩa với vô tác dụng tu hành mới là cái quan trọng nhất trong những cái quan trọng rời đi bằng cửa phúc địa chỉ là một lựa chọn trong vô thức hắn cũng đã đến không gian hồng mông bằng cách này hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người đều đi ra đi vào qua cửa đá cơ trái lại lại không rõ là chuyện này có ý nghĩa gì. Điều hắn để tâm nhất là kể từ sau khi tỉnh lại từ trong mơ hồ, có một cảm giác viễn vông vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, không thể gạt đi, dường như có thể bắt được thứ gì đó, nhưng lại dường như rất xa xôi. Trở lại không gian phúc địa của bản thân, rời khỏi thái hư huyễn cảnh. Hắn ngồi xếp bằng, thả lỏng toàn thân, để cho tâm hồn trôi nổi. Cảm giác như ẩn như hiện kia, rốt cuộc là gì? Ngẩn ngơ, phiêu lãng. Hắn biết cái cảm giác đó đang ở một nơi huyền diệu nào đó, chỉ đợi hắn chạm tới, nhưng hắn không có cách nào chạm được. Rốt cuộc là là gì? Rốt cuộc là ở nơi nào? Nôn nóng. Tâm trạng nôn nóng vừa xuất hiện, Khương Vọng liền lập tức thoát ra khỏi trạng thái tâm hồn trôi nổi kia. Tục tâm bám bụi, không thể có được tự tại. Không cần vội vàng, Khương Vọng thầm nói với bản thân. Bản năng tự kiềm chế đã có từ xưa nay lấy lại thế chủ đạo hắn bắt đầu nhìn lại bản thân với thái độ rõ ràng hơn vì sao loại cảm giác khó có thể chạm đến kia lại dâng lên vì sao mà lên nhớ không rõ cũng không có cách nào xác định vậy thì nó đã xảy ra vào lúc nào vừa rồi khi đẩy cửa đá phúc địa tiến vào không gian hồng mông nghe thấy âm thanh cao mịt mờ kia khi đó bản thân đang làm gì hình như là đang dùng bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh thăm dò nguồn gốc của âm thanh cao mịt mờ kia phải rồi. Bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh. Khương vọng bỏ qua những suy nghĩ lạc vặt, không tiếp tục nghĩ đến cảm giác viễn vông như ẩn như hiện kia nữa, mà tập trung vào hiện thực, suy xét bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh của hắn. Kể từ khi có được bộ bí pháp này, hắn vẫn luôn cố gắng làm cho tất cả những lệnh mà như mộng lệnh kết lại có thể tới gần hơn với thuật giới mà thanh văn tiên điển yêu cầu. Có thiện phúc thanh vân để so sánh, như mộng lệnh của hắn quả thực cũng đã tiến xa hơn một bước so với những như mộng lệnh mà sư tổ ngũ tiên môn truyền lại. Nhưng vẫn chưa thể đạt được tới yêu cầu về thuật giới của thanh văn tiên điển. Nếu như nói quá trình cần thiết để xây dựng những thuật giới mà thanh văn tiên điển yêu cầu là 100 dặm. Vậy thì sư tổ của ngũ tiên môn sáng phái đã đi được một dặm, còn tông chủ các đời của ngũ tiên môn cộng lại đi được nửa dặm. Mặc dù Khương Vọng đã tiến thêm một bước, nhưng cũng chỉ mới đi được hai dặm mà thôi. Còn cách mục tiêu cuối cùng 100 dặm kia 98 dặm. Trong lần tu tập trước, hắn đã cảm nhận được rõ ràng rằng hai dặm kia đã là giới hạn có thể đi được của hiện tại. Nhưng không biết vì sao, vào lúc này, hắn lại bỗng nhiên nảy thai nén ra rất nhiều linh cảm. Tận lực cầu không được, linh quang đã thiên sinh. Thế giới âm thanh là một thế giới tinh tế và rộng lớn như vậy. Mỗi một loại âm thanh đều là một kiểu biểu đạt mỗi một âm tiết đều có những chỗ tuyệt vời của riêng nó. Đi nghe, đi nắm bắt, đi cảm nhận. Đẹp đẽ như vậy, phức tạp như vậy. Nhỏ bé như vậy, vĩ đại như vậy. Khi thời cơ chín mùi, Khương Vọng lập tức bấm quyết, nhanh chóng hoàn thành quá trình nhập mộng, xây mộng, kết lệnh và ngủ trở lại. Chữ lệnh trong tiếng như mộng lệnh. Sứ giả thái hư, tu sĩ thái hư lục hợp độc cô vô địch, bên tai dường như lại nghe thấy âm thanh cao mịt mở kia, lại cảm nhận được loại cảm giác huyền diệu khó giải thích kia. Tay vô thức bấm ấn quyết, linh cảm đường như đã sinh ra, mười ngón tay như mặt hoa, phức tạp mà lộng lẫy. Đạo thuật phóng ra. Đầu đau như bị kim châm, khương vọng lấy lại tinh thần, loại cảm giác huyền diệu kia đã tan biến. Trong lòng hắn hiểu ra, những gì lần này không biết từ đâu mà hắn thu hoạch được, đã kết thúc rồi. Nhưng thế giới này đã khác. Âm thanh. Nhỏ bé nhưng lại phức tạp nhỏ bé nhưng lại to lớn. Âm thanh rùi mũi vỗ cánh bay nhanh. Tiếng tim đập của vệ binh canh cửa bên ngoài sân. Tiếng người nói chuyện trên đường phố xa. Âm thanh của cả tòa thành trì. Ta đều nghe được. Vô số thanh âm được sắp xếp theo một cách kỳ diệu, triều bái. Tai khương vọng, tùy ý gieo vào. Cảnh giới tu hành cao nhất của vạn tiên cung là vạn tiên triều bái. Vạn tiên hướng về ta. Vạn tiến hướng về nhĩ tiên, khương vọng thật sự có thể cảm nhận được cảm giác siêu việt đó. Tất cả những âm thanh hắn có thể nghe được đều phục tùng hắn, hắn cần gì cứ lấy. Mức độ này còn lâu mới đạt tới cấp bậc nhĩ tiên, nhưng cũng có thể gọi là thanh văn tiên thái. Khương vọng tiện tay lật ra hồng trang kính, nhìn bản thân trong gương, nói chính xác là soi tai của mình trong hồng trang kính. Nếu không thì nếu chỉ vì dáng vẻ, thì tùy tiện ngưng ra một mặt kính nước là được bản thân trong hồng trang kính vẫn như cũ nhưng đôi tai lại giống như ngọc được điêu khắc ôn nhuận trong suốt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha từ khi tu hành đến nay sau khi trải qua vô số lần gục rửa đạo nguyên tôi luyện tứ linh luyện thể quyết và luyện chế một số bảo vật trên trời dưới đất thể chất của khương vọng đã trở nên vô cùng xuất sắc nhưng đôi tai này từ trong ra ngoài đều tỏa ra một vẻ bóng loáng hoàn toàn khác vào thời khắc này vượt xa tất cả những thứ khác dưới sự phản chiếu của hồng trang kính nó không hề xảy ra vấn đề gì khác tâm niệm của khương vọng chuyển động âm thầm điều chỉnh đánh tan hình dáng bên ngoài của nó để cho hình dáng bên ngoài của đôi tai trổ lại dáng vẻ bình thường hắn không hề muốn sau này khi dùng thanh văn tiên thái người khác vừa nhìn tai hắn tai là biết hắn có bí pháp của phương diện này đẹp hay không không quan trọng kín đáo thiết thực mới quan trọng Môn đạo thuật đang xen giữa bộ âm ngũ tiên như mộng lệnh và thanh văn tiên điển này nên gọi là thanh văn tiên thái. Nếu nói một cách đơn giản về khoảng cách giữa nó và thanh văn tiên điển, vẫn tính theo 100 dặm kia, thì ước chừng là đã đi được tới 50 dặm. 48 dặm bỗng nhiên dư ra này là bởi chút linh quan tuyệt diệu kia. Nhưng nó cũng không hoàn toàn là ngũ tiên như mộng lệnh hay thanh văn tiên điển, bởi vì còn có rất nhiều linh cảm khác dung nhập vào. Đây là một môn đạo thuật hoàn toàn dung nạp được với các đạo thuật trong hệ thống đạo thuật của hiện thế. Khương Vọng rất chắc chắn về điều này. Khó mà quyết định phẩm cấp cho môn đạo thuật này, bởi vì nó không có uy năng trực quan, lại có sẵn tính phát triển rất mạnh mẽ. Nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn bậc Giác trung phẩm. Nếu dùng nó với khắc ấn của đệ tam nội phủ thì lại càng cực kỳ xuất sắc. Nhưng chưa chắc có thể thành công. Bởi vì tuy nó thuộc về đạo thuật nhưng cũng có một phần đặc thù của thanh văn tiên điển, ví dụ như phần mộng lệnh, khó có thể dựa vào khắc ấn của đệ tam nội phủ để mà nhanh chóng phát triển. Nhưng nếu không cố gắng khắc ấn nó với đệ tam nội phủ, hoàn thành khả năng thuấn phát, thì giá trị của môn đạo thuật thanh văn tiên thái này sẽ bị giảm đi rất nhiều, bởi vì bây giờ xem kỹ lại, đạo thuật mà linh cảm tự nhiên phát ra trong trạng thái huyền diệu kia lại quá rườm rà và phức tạp. Nó rất bất lợi với việc thi triển trong chiến đấu, trừ khi mỗi lần đều sử dụng sớm hơn một chút. Nhưng nó lại có thời hạn, không thể duy trì mãi. Trước mắt, thời gian có thể duy trì. Khương vọng thu hồng trang kính lại. Tuy tai không có biến hóa, nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng rằng trạng thái vạn tiến tới hướng, ta đều nghe được đã mất đi. Tổng thời gian mà thanh văn tiên thái duy trì được, không tới 20 giây. Khương vọng dự tính bản thân dù có thuần thục, tinh giản đến đâu, thì thời gian để hoàn thành môn đạo thuật thanh văn tiên thái này cũng chỉ ép xuống được nhiều nhất là 60 giây. Thời gian chuẩn bị dài đến 60 giây, chỉ đổi lại được thời gian duy trì khoảng 19 đến 20 giây. Giá trị sử dụng trong chiến đấu của thanh văn tiên thái trực tiếp giảm xuống hơn nữa. Trừ khi có thể khắc ấn nó vào đệ tam nội phủ, dùng sức mạnh của nội phủ hoàn thành chuẩn bị thuấn phát. Có như vậy nó mới có thể quay về giá trị của chính bản thân nó so với hữu mục quyết và bác âm phần hải đã được khắc ấn trước kia thì thanh văn tiên thái phức tạp hơn rất nhiều mà còn không chỉ khó ở chỗ phức tạp vốn dĩ khương vọng định dùng diễn đạo đài thôi diễn để có được đạo thuật khắc ấn của đệ tam nội phủ nhưng hiện tại lại không nghĩ vậy nữa hắn có thể hiểu rõ giá trị của thanh văn tiên thái nhất nhưng diễn đạo đài chỉ có thể dùng cho việc hoàn thiện và thăng hoa của đạo thuật nhưng không cách nào giải quyết vấn đề khắc ấn trong nội phủ phần này vẫn chỉ có thể là khương vọng tự mình đối mặt. Nhưng với khương mà nói, đạo thuật đã được lập, vậy thì phần khó nhất đã hoàn thành. Tuy khắc ấn còn lại phức tạp, nhưng dù sao thì cũng có dấu vết để theo, có thể cải thiện và thích ứng từng chút một. Hắn chưa từng thiếu nhẫn nại và cố gắng. Hắn đã vật lộn đi ra từ trong hoàn cảnh tuyệt vọng vô số lần. Hắn nhìn ra được sự nỗ lực của hy vọng, thực ra không hề khó trong lưu quan của ngày và đêm chậm rãi trôi qua ngoài cửa sổ khương vọng ngồi xếp bằng không ngừng mài dũa đạo thuật rèn dũa chính mình mười năm trong hộp mài một kiếm phải nói nhân gian biết sương hoa trên đài quan hà cường quốc trong thiên hạ tụ hợp gió mây hội ngộ sở dĩ hoàng hà hội có sức ảnh hưởng rộng lớn như vậy không chỉ là vì nó tập hợp được các thế lực cường đại thu hút mọi sự chú ý trên thế giới mà còn bởi nó còn là thời điểm để những thiên kiêu trẻ tuổi phô diễn thiên phú các nước thể hiện tương lai. Cần biết rằng ít ngày cầm vân chí, từng hứa nhân gian đứng hạng đầu. Từ xưa đến nay, thiên kiêu trẻ tuổi chính là những người mà thế nhân chú ý nhất. Có người trẻ tuổi nào không muốn đứng ở đỉnh cao, nhìn những thứ nhỏ bé của thiên hạ? Có ai lại chưa từng muốn bản thân mình chính là thiên hạ đệ nhất kia chứ? Mỗi lần gần tới Hoàng Hà Hội, Đài Quang Hà liền trở thành nơi được người khác chú ý nhất ở hiện thế. Sự chú ý của vô số người đều tập trung ở đây chư hầu đàm phán phát họa thiên hạ đại thế thiên kiêu tê tụ chỉ tranh đoạt xem ai là người đứng đầu mưa gió sao động khiến người hướng về xưa nay hoàng hà hội đều phân thành ba sân tu sĩ nội phủ một sân tu sĩ ngoại lâu một sân tu sĩ thần lâm đã đột phá giới hạn tuổi thọ có thể nói là đã là nhân vật lớn của một phương không còn bị coi là người trẻ tuổi nữa vì vậy không hề có sân quyết thắng cho tu vi thần lâm trở lên nhưng nếu chỉ tỷ đấu giữa hai cấp bậc tu hành Nội phủ và Ngoại lâu thì không đủ để gom toàn bộ thiên kiêu. Có người tuổi còn trẻ đã đạt được thần lâm, lẽ nào lại không có thiên phú hơn cường giả Nội phủ cùng tuổi sao? Vì vậy ngoài sân quyết thắng của Nội phủ và Ngoại lâu, còn có sân thứ ba là sân quyết thắng không giới hạn dành cho những người dưới 30 tuổi. Tất cả những tu sĩ dưới 30 tuổi, không phân tu vi, không phân quốc tịch, đều có thể lên sân khấu. Gần đến ngày diễn ra Hoàng Hà Hội, phía chính sự đường của Đại Tề bắt đầu đưa ra danh sách lựa chọn cuối cùng. Đám côn đồ ở khắp các con đường xôn xao truyền đi các tin tức lớn nhỏ. Thậm chí ở đầu đường Lâm Tri, một số người đã bắt đầu bàn luận xem nước mình nên là ai xuất chiến. Trong tam phân hương khí lâu mới mở ở thành thiên phủ, cũng không tránh khỏi có tử khách nói về chuyện Hoàng Hà Hội. Trong đại sảnh dựng một đài diễn cao, trên đài đang diễn một màn hí kịch những người ngồi một bên chơi nhạc cụ đều là những nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, người thì đánh đàn, người thì đánh tỳ bà, hoặc là đàn nhị. Kịch đang đến đoạn đặc sắc, âm nhạc cũng đang vô cùng chặt chẽ. Ta thấy công tử mạc liên thành của bạch chỉ mạc thị, xứng đáng là đệ nhất ngoại lâu trẻ tuổi của đại tề. Tử khách vừa nói chuyện mặt đỏ bừng bừng, tay ôm một vị cô nương, lớn tiếng huyên náo. Như thể đang nói về người nhà mình, vô cùng tự hào. Thôi đủ rồi cái gì mà bạch chỉ mặc thị họ của quận bạch chi hiện tại là gì còn phải để nói xem đã một công tử mặc cẩm y cười khẩy người có biết đệ đệ của dương quận chủ quận bích ngô dương kính dương kính mà so được với liên thành cửu khách trước đó vô cùng tức giận từ trước tới nay người có vị trí cao nhất ở dương gia cũng chỉ là một quận chủ lấy cái gì để so sánh với mặc gia ngươi xem ngươi kìa ta nói đông ngươi nói tây hoàng hà hội là nơi để so gia thế Cẩm y công tử rõ ràng chiếm ưu thế, cứ coi như thật sự là so gia thế, thì cũng không đến lượt Mạc gia nhé. Mạc gia đã không có chỗ đứng ở tề quốc rồi, vẫn còn đi đài quan hà cho mà mất mặt. Tử khách đang ngà ngà say trừng lớn con mắt, vậy thì so về chiến lực. Chiến tích của Mạc liên thành nổi bật có thua ai? Nhưng còn dương kính, ta thật sự còn chưa từng nghe nói qua, không biết có phải tân bốc hay không? Ha ha ha! Một một người đàn ông bỗng cười chen vào câu chuyện, Ta không biết rõ Dương Kính. Nhưng Mạc Liên Thành đúng là có tiếng mà không có miếng. Hắn ta rụt đầu ra khỏi vòng tay của nữ tử bên cạnh, lộ ra một bộ râu dài, cười hồi, người năm đó ở Lâm truy chọc phải Trọng Huyền Phong Hoa, rồi tránh mặt đi không phải hắn sao? Bọn họ nhất thời nói đến mức kích động, thu hút hết tất cả sự chú ý của những người xung quanh. Một khi nhắc đến Hoàng Hà hội, thảo luận về sự mạnh yếu của anh hùng thì kịch trên đài liền không còn thú vị mỹ nhân trong ngực không còn xinh đẹp nữa. Trọng Huyền Phong Hoa là ai? Có người thấp giọng hỏi. Chật. Người bên cạnh xem thường nói là vị đoạt hết hào hoa phong nhã của những người cùng thế hệ đó. Vậy không phải hắn đã bế quan, không tham gia nữa sao? Có tham gia hay không cũng không ảnh hưởng đến việc ngoại lâu cảnh mặt liên thành tránh mặt hắn a. Một nữ tử nhìn ngây thơ hoạt bác, liếc nhìn đám tử khách tranh cãi ầm ĩ vừa nổ nụ cười rạng rỡ vừa bước lên lâu một đám tiểu tu sĩ còn chưa đạt tới đằng long cảnh có chút men rượu là bắt đầu bình luận về anh hùng của thiên hạ toàn nói về tu sĩ ngoại lâu trừ kiểu như trọng huyền tuân kia ra thì ngay cả tu sĩ nội phủ cảnh cũng không thèm nhắc đến thú vị thật đấy trẻ qua hành lang dài đi tới trước cửa một căn phòng nàng ta cũng không gõ cửa đưa tay lên nhẹ nhàng đẩy ra trên cánh tay trắng nhỏ mềm mại kia là móng tay đỏ tươi như máu. Trong tiếng kẹt kẹt, cửa phòng mổ ra. Nàng ta vừa bước một bước vào trong, liền nhìn thấy một nữ tử lười nhát nằm chống tay trên chiếc sạp mềm trong phòng. Nữ nhân này ăn mặc kín đáo, chỉ có cánh tay đang chống để đỡ trán kia là bị tụt xuống nửa ống tay áo, lộ ra phân nửa cánh tay trắng như tuyết. Nhưng không hiểu vì sao, đây gần như là một sắc tuyết mờ ảo thoáng qua, nhưng dường như lại phủ kín tầm mắt, không thể xua đi phong tình vô tận vây quanh. Mùi sống thoải mái quá nhỉ. Nữ tử có dung mạo hồn nhiên, âm thanh cũng giòn tan, lộ ra vẻ yêu kiều dễ thương. Nữ tử nửa nằm khẽ cười một tiếng. Âm thanh này giống như gió thoảng mây bay, đi thẳng vào lòng người. Nàng cũng không nói gì khác, chỉ hồi, Linh Nhi tỉ tỉ, sao lại không vui rồi. Linh Nhi cười khúc khích, trở tay vẫy một cái đóng cửa phòng lại, vừa bước về phía trước vừa nói, muội thật sự quan tâm tỉ tỉ nữ tử nửa nằm chỉ khẽ nâng mí mắt liếc qua nàng ta tất nhiên là muội muội quan tâm rồi nhưng đúng lúc nàng ta liếc qua linh nhi liền dừng lại nữ tử tên là linh nhi ở giữa cái giường êm kia chỉ cách khoảng ba bước đây là khoảng cách an toàn cũng là giới hạn nguy hiểm hì hi hì hi, linh nhi dường như rất thích cười cong mắt cười nói muội nguyệt muội 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 thật xinh đẹp tay còn lại của muội nguyệt đố trán ngón trỏ thon dài điểm nhẹ lên mái tóc đen dày bóng mượt lười biếng nói tỷ tỷ có chuyện gì đừng ngại cứ nói thẳng đi hai tay linh nhi chấp sau lưng dòng trái ngó phải gian phòng một chút hoàn toàn là dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ chẳng lẽ không có chuyện gì thì không thể đến tìm muội muội sao trong lòng tỷ thích muội nên mới muốn thân cận với muội mà thôi đôi mắt đẹp của muội nguyệt hơi đổi trên mặt hồ lười nhắc phẳng lặng nháy mắt dao động phát ra gợn sóng câu hồn nếu như tỷ thật sự muốn gần gũi, trước cứ đến. Ôi Linh Nhi vui vẻ nhảy cẩn lên, lại nghi người nhảy tới bàn trà bên cạnh, nhẹ nhàng linh hoạt ngồi xuống, cách muội nguyệt xa hơn. Nàng ta xinh xắn lanh lợi, giống như thiếu nữ vừa mới cập kê. Nét mặt động tác đều rất hoạt bát đáng yêu. Duy chỉ có về quyến rũ mê người thì chắc là muội nguyệt thành thục hơn, gọi người hoạt bát đáng yêu còn có vẻ hơi ngây ngô như nàng ta là tỷ tỷ, có chút quái gỡ không nói nên lời linh nhi nán lại trên ghế chơi một hồi vừa quay đầu lại nhìn muội nguyệt vẫn nửa nằm như cũ nói tiếp đi chúng ta phải đến tề quốc làm gì muội chắc là biết rõ ở trong này không có khả năng mở rộng cục diện tứ đại thư viện cũng không được phép ở trong này lập phân viện có lực lượng siêu phàm huống chỉ là ba nhánh hương khí lâu của chúng ta tỷ tỷ muội nguyệt miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở tỷ một chuyện muội không có bảo tỷ đến là tự tỷ nhất định đòi theo tới Linh Nhi cười duyên nói, không phải tỷ muốn gần gũi với muội đó sao? Sợ muội ở bên ngoài bị ức hiếp. Nàng ta khẽ lắc đầu, ai, nỗi khổ tâm của tỷ tỷ, muội lại không biết được. Muội Nguyệt khoát tay, nằm ngửa thẳng xuống, nhắm mắt dưỡng thần, tỷ tỷ đã không muốn để muội chịu ấm ức, vậy thì muội sẽ không chịu ấm ức. Lời này là sao? Tỷ tỷ thương muội còn không kịp nữa là. Linh Nhi có tính cách giống như trẻ con, ngồi trên ghế đung đưa, đột nhiên cảm thấy hứng thú hỏi thăm, đúng rồi, tên tế ti họ nguyên kia, muội làm gì hắn rồi? Sao không thấy làm phiền muội nữa? Có nguyên thiên thần ở đây, muội có thể làm được gì hắn chứ? Muội nguyệt nhắm mắt lại, động tác ngái ngủ phản phất như hải đường ngũ xuân, nói, nguyên công tử là một người hiểu lý lẽ. Linh Nhi hiển nhiên không tin, chật, trong lâu vốn không có mấy người tri kỷ. Muội muội mới tới, cũng không thổ lộ tình cảm với ta. Muội Nguyệt nhỏ giọng nói, Linh Nhi tỷ tỷ của ta ơi, loại chuyện thổ lộ tình cảm này cũng không phải chỉ một bên nỗ lực. Tỷ nguyện ý nỗ lực vì muội nha. Linh Nhi không biết vì sao lại mỉm cười sáng lạng, muội nói thử xem, tỷ có thể giúp gì được muội không? Nếu như tỷ tỷ muốn giúp muội, thế thì để cho muội ngủ một giấc thật ngon đi. Không thành vấn đề. Linh Nhi vui vẻ nhảy xuống ghế, đứng nhìn về phía giường nhỏ êm ái, nói, tỷ tỷ tìm người đến hầu hạ muội thật tốt tên Khương Thanh Dương kiếm chỉ Hoàng Hà đệ nhất nhân gì đó, thấy sao hả? Nữ nhân đang nằm ngửa trên giường nhỏ mềm thật sự là bưu vật nhân gian. Lúc nàng ta mở to mắt, là làng thu thủy trong vắt, nằm ngửa xuống, lập tức trở thành dãy núi. Nhắm mắt chợp mắt, lông mi vừa dài vừa cong. Bờ môi đỏ mọng khẽ miếm, nhiệt huyết lặng lẽ bùng cháy. muội nguyệt nghe được lời này của Linh Nhi, không hề có bất kỳ phản ứng khác thường nào, chỉ đáp, có thể nếu như tỷ có thể làm được. Linh Nhi cười hì hì, quay người đi ra cửa. Khương Vọng đang toàn tâm mài dỗ đạo thuật khắc ấn, tự nhiên không biết có cố nhân ở gần bên trái. Hắn đắm chìm vào trong thế giới huyền diệu của đạo thuật, vì từng điểm tiến bộ nhỏ bé mà vui mừng. Từng chút rồi lại từng chút phối hợp, điều chỉnh. Cuối cùng ở thời khắc nào đó, khắc ấn thanh văn tiên điển vào trong đệ tam nội phủ. Đến tận lúc này, chiến lược ba tòa nội phủ của Khương Vọng đã có thể mở rộng, xem như đạt đến đỉnh phong. Ba môn đạo thuật thuấn phát khắc ấn, phân biệt là hữu một quyết, bát âm phần hải, thanh văn tiên điển. Ba tòa bí tàng nội phủ, chia ra là tỉnh hỏa tăng biên độ hành hỏa, truy phong gia tăng tốc độ, phong môn gia tăng biên độ phong hành. Mỗi một tòa nội phủ đều đắm chìm bên trong ánh sáng thần thông. Tam muội chân hỏa, lạc lối, bất chu phong chỉ cần tăng nhanh tốc độ thăm dò gian phòng trong nội phủ, mau chóng đạt tới số lượng 3.000 thì có thể thử mở ra đệ tứ nội phủ. Số lượng 3.000 gian phòng mở rộng trong nội phủ, đây là mục tiêu Khương Vọng tự mình định ra. Thăm dò gian phòng trong nội phủ, chỉ duy nhất dựa vào lực thần hồn thâm nhập. Với cường độ thần hồn của hắn, sau khi tới loại trình độ này cũng bắt đầu cảm thấy cố hết sức. Không phải không có khả năng thăm dò nhiều gian phòng hơn, chỉ là khó tránh phải phiêu lưu mạo hiểm một chút so với lợi ích mà nói thì cái này không cần thiết. Tuy nói thăm dò gian phòng trong nội phủ là quá trình tự mình đi sâu tìm hiểu. Nhưng mức độ bản thân tự mình quan sát nội phủ dù sao cũng có hạn. Mặc dù đã mở rộng nhiều gian phòng trong nội phủ như vậy, nhưng tự bản thân Khương Vọng hiểu rõ, cũng không có khả năng thăng hoa đến một độ cao khác. 3.000 gian phòng trong nội phủ đã là con số mà tu sĩ nội phủ bình thường cơ bản không thể tưởng tượng ra, hăng quá hóa dở. Khương Vọng chỉnh đốn tâm trạng, điều chỉnh trạng thái. Hắn lại một lần nữa tiến vào thái hư huyễn cảnh, muốn nhìn biểu hiện của thanh văn tiên điển bên trong chiến đấu. Quy tắc xếp hạng luận kiếm đài của thái hư huyễn cảnh vẫn chưa được công bố, có điều từ trong chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng có thể hơi suy tính ra một hai. Hạng năm đánh hạng 6, cùng đánh hạng 7, biên độ cộng dùng thắng bại thu hoạch được chắc chắn là khác nhau. Mà đánh đi lên, bất kể được hạng tư hay hạng 2, hạng 3, Thắng một lần là có thể tiến lên một bậc, cũng chỉ có thể tiến lên một bậc, không phải vượt qua hạng 2 là có thể trở thành hạng 2. Vận may của Khương Vọng xem ra không tệ, hắn xếp hạng 5 nội phủ thái hư Huyễn cảnh, tu sĩ ở trước chỉ còn 4 người, nhưng cũng có khả năng ngay lập tức kép đôi. Lại còn đúng lúc là tu sĩ ngũ hành xếp hạng 4, bước lên luận kiếm đài, gào thét giữa tinh hà. Từ xưa luận kiếm đài liên tục pha tạp chung một chỗ. Trường kiếm Khương Vọng rời khỏi võ trực tiếp mở ra chiến đấu, không hề có nửa câu nói nhảm. Hủ một quyết, bác âm phần hải, kiếm thức nhân đạo. Trong lúc giao thủ kịch liệt, hắn đại khái đã hiểu được một chút thực lực của đối thủ, rồi sau đó chuyển dời đệ tam nội phủ, nháy mắt mở ra thanh văn tiên điển. Sự thay đổi bên ngoài đã bị đè xuống, từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ đặc thù gì, nhưng từ hơi thở thứ 19 trở về sau. Vạn âm triều bái, ta đều nghe thấy hết trong phạm vi toàn bộ luận kiếm đài tất cả tiếng động đều trở nên rõ ràng toàn bộ từng ly từng tí hiện ra tiếng xé gió tiếng đạo thuật bắn phá ở bên trong chiến đấu kịch liệt song phương vẫn duy trì tiếng hít thở ổn định hết thảy tiếng động đều thần phục trong tai từ tiếng bắp thịt vận động đến xem kế tiếp đối thủ sẽ quẹo trái từ tiếng đạo nguyên va chạm đến xem chính mình phải dốc hết toàn lực chiến một trận chỉ có thể nói đối thủ đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng dùng hết sức lực lui về bên trái. Mỗi một vị cường giả am hiểu giết chóc đều sẽ để bản thân bất kỳ lúc nào cũng có khả kiểm soát dung hòa quảng bên trong mấy kiểu trạng thái xu hướng khác nhau. Bất kỳ lúc nào cũng có thể bộc phát ra vô số khả năng để ứng đối chiến đấu. Nhưng đối với Khương Vọng nắm giữ lạc lối mà nói, dưới tình huống biết được phạm vi lựa chọn của đối thủ. Khả năng đó chỉ có một loại. Vào giờ phút này, nếu khương vọng vận dụng lạc lối tin rằng có thể một kiếm chém chết tên này cho dù người nọ đã là đệ tứ nội phủ thái hư huyễn cảnh nhưng cho dù không cần lạc lối ở dưới thanh văn tiên điển phạm vi lựa chọn của đối thủ cũng đã rất rõ ràng khương vọng tung kiếm xông lên bất chu phong lạnh lẽo tàn khốc thổi về phía đối diện trên mặt đối thủ mỉm cười một mặt biến một tay thành hình tròn dùng quang thuẫn chống đỡ phía trước một mặt dưới chân hơi dịch chuyển người như điện quang chuyển về bên trái từng bước một nhanh đến như vậy. Người nọ đã chuẩn bị xong dựa thế phản công, nhưng nên đó hắn ta lại là bác âm phần hải mà Khương Vọng đã chuẩn bị từ sớm. Một chưởng vỗ xuống, gần như cùng lúc đến vị trí của đối thủ. Chíp 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 chíp. Diễm tức hú gọi, gập chung vào diễn tấu âm thanh của Thủy Triều. Mãi cho đến giờ phút này, bất chu phong mới vừa vặn thổi nát quan thuẫn kia. Mà biển lửa và âm triều cuốn qua, chỉ còn một mình Khương Vọng đứng ở trên luận kiếm đài bên thắng độc cô vô địch, xếp hạng trước mắt, đệ tứ nội phủ cảnh. Thậm chí thanh vân tiên thái còn chưa kết thúc, chiến đấu đã xong. Đây không phải phối hợp chiến đấu ở xung quanh 90 tên, mà là đối mặt đệ tứ nội phủ cảnh thái hư huyễn cảnh. Giao chiến sinh tử, nhiều khi thắng bại chỉ trong chớp mắt. Như biểu hiện của thanh vân tiên thái xác thực cũng hơi quá mức chấn động. Nghiêm túc mà nói, cũng không chỉ là bản thân thanh vân tiên thái. Vạn âm triều bái, Ta có nghe qua, mặc dù trạng thái mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là nắm trong tay tất cả tình báo có thể thu được thông qua tiếng động. Chân chính nắm bắt thời cơ chiến đấu, chi phối thắng bại vẫn là bản thân Khương Vọng. Chiến đấu tài tình của Khương Vọng vượt hơn người ta một bậc mới là chỗ cơ bản. Dưới hai cái kết hợp lại mới tạo thành kết quả chiến đấu đẹp như thế. Sự thật chứng minh, Khương Vọng không hề do dự lựa chọn thanh văn tiên thái, hơn nữa còn phung phí lượng lớn tinh lực đi khắc ấn môn đạo thuật này là lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Trận chiến vừa rồi cũng không phải là chỗ sáng nhất của thanh văn tiên thái. Thứ mà Khương Vọng thông qua một trận chiến này nhìn đến, thật ra lại là lạc lối. Môn thần thông lạc lối này, chế ước lớn nhất nằm ở chỗ thấy biết. Biết để ý thức, thấy để nhận ra mấu chốt. Phân biệt lý lẽ, phán đoán nghi vấn khó xử lý, mà thấy biết. Từ một mức độ nào đó nói lên, cũng là tự biết và thấy địch. Còn Thanh Văn Tiên Thái không thể nghi ngờ có thể hỗ trợ bổ sung một phần thấy địch này. Do đó giải từ một phần chế ước thần thông lạc lối, mà điều này mới là chỗ giá trị lớn nhất của môn đạo thuật trước mắt này. Khương Vọng không nhịn được nghĩ, nếu như có thể giống như bức họa vạn tiên triều bái miêu tả vậy, tu thành mắt tiên, tai tiên, mũi tiên, chẳng phải dưới một lần đối mặt là có thể hiểu biết rõ về kẻ địch, thấy địch không còn trở thành chế ước khi đó lạc lối sẽ đáng sợ cỡ nào cơ chứ. Ý niệm này chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, dù sao cũng rất không thực tế. Tai tiên vẫn còn kém xa lắm. Ngược lại vừa mới hạ xuống thanh văn tiên thái khắp nơi, sử dụng bát âm phần hải, cảm giác được có một ít chỗ không được hài hòa. Bát âm phần hải cũng không hoàn mỹ, ít nhất ở bộ phận âm sát vẫn còn chưa đủ. Thắng bại của một hồi chiến đấu phối hợp cũng không dừng lại trong lòng Khương Vọng bao lâu dưới chân đứng vững thì mới có thể đi lên cao được hắn im lặng bình ổn lại tâm thần tiến vào trung tâm cẩn thận điều chỉnh bát âm phần hải kiểu không ngừng hoàn thiện gần như hà khắc với chính bản thân mình này hắn không phải trong chốc lát như thế không phải một ngày như thế một hồi chiến đấu như nhau người thắng và kẻ thua đương nhiên là tâm trạng khác nhau tưởng triệu nguyên là con của thanh hải vệ đại tướng quân kinh quốc tưởng khắc liêm cũng là đệ ngũ nội phủ cảnh thái hư huyễn cảnh vừa mới bị đánh rớt từ đệ tứ. Là đế chế quân sự duy nhất trong thiên hạ lục cường, toàn bộ kinh quốc, từ sáu hộ quân, bảy vệ quân, hết thảy 13 nhánh quân đội đều là do quân đội thành lập cai trị, quân chủ tức quốc chủ. 13 quân đội cùng tôn quốc chủ, bên dưới thống ngự vạn dân. Bởi vậy có thể thấy được chút ít về thân phận của tưởng triệu nguyên. Lúc này hắn ta đang ngồi ở trên giường của mình, còn hơi sững sở. Tuy rằng vừa rồi hắn ta vẫn chưa sử xuất toàn lực, ở thái hư huyễn cảnh có chỗ giữ lại, nhưng cứ như vậy mà thua sao? Đạo thuật phối hợp hỏa âm uy lực hoàn toàn mạnh mẽ đó cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm nằm ở chỗ, đối phương giống như hoàn toàn dự phán được lựa chọn chiến đấu của hắn ta. Hắn ta gần như là tự mình đưa lên cửa, chủ động đâm đầu vào đạo thuật cấp ngoại lâu của đối thủ. Điều này dưới tình huống bình thường là thực lực hoàn toàn nghiền ép mới có thể xảy ra chuyện này tựa như hắn bây giờ, cũng đối phó với tu sĩ đằng long cảnh như thế, có thể thoải mái dự phán toàn bộ lựa chọn của đối phương. Cho nên bản thân, ở dưới tình huống cùng là nội phủ, sao lại hoàn toàn bị nghiền ép được chứ? Cho dù là mình phóng thích ra toàn bộ lực lượng, liệu có cơ hội thực sự chiến thắng hay không? Thậm chí liệu có thể có được một phần trăm cơ hội hay không? Hắn là cố ý tham dự Hoàng Hà Hội, cũng đang cố gắng tranh thủ danh ngạch nội phủ cảnh, nhưng một trận chiến vừa rồi này, không thể nghi ngờ đã dội một chậu nước lạnh vào đầu hắn ta. Trong thái hư huyễn cảnh đang liên tục bị giới hạn khuếch trương tốc độ, đối chiến với tu sĩ cùng cảnh mà còn gian nan như thế, chân chính đối mặt với thiên kiêu khắp thiên hạ, sao có thể hy vọng xa vời hạng nhất được chứ? Triệu Nguyên Một giọng nói nhã nhặn vang lên bên ngoài gian. Ở lễ hội đèn lồng hôm trước không thấy bóng dáng của ngươi. Có phải mệt mỏi hay không? Giọng nói này không thể quen thuộc hơn, chính là bằng hữu chí cốt trung sơn vị tôn người này là cháu ruột của xích mã vệ đại tướng quân trung sơn yến văn từ trước tới nay thanh hải vệ và xích mã vệ luôn hòa thuận hắn ta và trung sơn vị tôn cũng là bằng hữu chơi với nhau từ nhỏ khác với những bằng hữu càng lúc càng xa hắn ta bọn họ ngược lại là càng lớn thì càng có xu hướng hợp nhau không có ý nghĩa gì giọng tưởng triệu nguyên buồn bực nói cửa chưa khóa ngươi tự mình vào đi két Trung Sơn Vị Tôn đẩy cửa tiến vào, y mặc hoa phục, đeo bạch ngọc, mặt mày tươi cười, cử chỉ có lễ. Ở kinh quốc lấy quân sự là chính, kiểu công tử ôn hòa nho nhã này rất hiếm thấy. Ngay cả bản thân tưởng Triệu Nguyên cũng là cao lớn thô kệch, quen hở ngực lộ lưng, uống rượu chén lớn. Sao lại không có ý nghĩa được chứ? Trung Sơn Vị Tôn đi vào cửa phòng nói: "Đi Hoàng Hà hội" Vì đại kinh mở cờ mới là ý chí nam nhi Tưởng triệu nguyên đứng dậy rót hai chén rượu Lồng đèn thì có gì đẹp đâu Cũng không chỉ là ý chí nam nhi Lời này nếu để cho hoàng xá lợi biết Lại muốn tìm ngươi gây phiền phức Trung Sơn vị tôn mỉm cười Lại hỏi Chuyện hoàng hà hội Không phải chúng ta đã nói đến lúc đó tạm biệt sau cùng ư Trong bảy vệ kinh quốc Vị đại tướng quân đầu trọc hoàng long vệ kia là họ hoàng Hoàng xá lợi lại còn là ái nữ của ông ấy hung hãn ngang nhau lại có thể lấy tên tuổi ra hù dọa hán tử như tưởng triệu nguyên bực này tưởng triệu nguyên không trả lời câu hỏi trước đó của y tự uống một chén giọng buồn bực nói ngươi là kết quả sau cùng ta lại không có cơ hội gì đối với danh ngạch ngoại lâu cảnh trung sơn vị tôn đương nhiên coi là vật trong lòng bàn tay nhưng đối với sự chán chường của tưởng triệu nguyên y lại hơi bất ngờ này không giống ngươi y hỏi gặp phải chuyện gì rồi Giao tình của hai người rất sâu, ngược lại không có gì cần phải giấu giếm. Tưởng Triệu Nguyên đơn giản kể lại trận chiến vừa mới trải qua bên trong thái hư huyễn cảnh, trọng điểm nằm ở chỗ xu thế chiến lực của đối phương hoàn toàn tỏ ra nghiền ép hắn ta. Trung Sơn Vị tôn nhíu mày, về thực lực của tưởng Triệu Nguyên, y tất nhiên rõ ràng. Chẳng lẽ lại là một tên tả quan liệt? Y hỏi, có nhìn ra được đối phương là người nước nào hay không? Tưởng Triệu Nguyên lắc đầu, trong thái hư huyễn cảnh người này che giấu còn sâu hơn người kia, sao mà nhìn ra được chứ? Trung Sơn Vị Tôn nhớ tới cái tên Triệu Thiết Trụ trong thái hư huyễn cảnh của mình, không thể không đồng ý. Nhưng mà, Tưởng Triệu Nguyên lại nói, tên của người nọ ở trong thái hư huyễn cảnh ngược lại rất là phách lối, có lẽ là một hạng người thích khoa trương. Cũng chưa chắc. Trung Sơn Vị Tôn nói, người phách lối ở trong thái hư huyễn cảnh có khả năng hoàn toàn khiêm tốn nội liễm ở hiện thế như thế mới càng có thể ẩn giấu thân phận, không phải sao? Ngươi nói hắn tên là gì? Lòng tưởng Triệu Nguyên vẫn còn sợ hãi đáp, độc cô vô địch. Độc cô vô địch. Trung Sơn Vị Tôn vô cùng sợ hãi. Người nọ chỉ có nội phủ cảnh thôi sao? Nội phủ cảnh lại có thể đoạt được phúc địa ư? Sao có thể được? Ngay cả tả quan liệt lúc ở nội phủ cảnh cũng không thể làm được. Nhưng tưởng Triệu Nguyên không cần thiết phải lừa y thế gian lại có thiên kiêu như thế trung sơn vị tôn chỉ cảm thấy sự khoe khoang kiêu ngạo của bản thân mình cho tới nay đã bị nghiền ép tới không còn sót lại một chút cặn tưởng triệu nguyên chú ý tới vẻ mặt kỳ lạ của bằng hữu tốt hỏi sao thế chẳng lẽ ngươi cũng biết à trung sơn vị tôn khó khăn lắm mới khôi phục lại tâm trạng của mình ta chỉ có thể nói người kia có khả năng còn kinh khủng hơn mạnh mẽ hơn cả tưởng tượng của ngươi một hồi hoàng hà hội tác động đến tâm tư của vô số người trong thiên hạ cho dù là tân sở đâu chỉ nhìn mà giật mình trong một tòa tiểu viện trong thành tân an lê kiếm thu đẩy cửa viện ra một mình đi vào bên hông có treo một cành đào nổi tiếng ở trang quốc thân thể tiêu điều thất bại ở trên tranh đoạt danh ngạch xuất chiến ở hoàng hà hội y bại bởi lâm chính nhân xuất thân từ thành đạo viện ở vọng giang Năm ngoái trang quốc mới thông qua quốc chiến thăng lên được một cấp độ, thu hoạch chiến tranh cần phải có thời gian để tiêu hóa, dù sao nội tình cũng không đầy đủ, không thể bỏ ra nổi tranh chấp cùng thiên kiêu các nước. Tu sĩ ngoại lâu cảnh trẻ tuổi cường đại lại càng không có khả năng tham gia trận chung kết không hạn chế dưới 30 tuổi, chỉ có ở nội phủ cảnh mới còn có cơ hội biểu diễn một chút. Lúc chút duy ngã còn ở, đương nhiên ngoài hắn ta ra thì không còn lựa chọn nào khác. Sau khi chút duy ngã rời khỏi đất nước danh ngạch này mới có chỗ trống cạnh tranh. Lê Kiếm Thu đã dốc hết toàn lực nhưng vẫn nên đón thất bại. Điều này vốn không có gì để ủ rũ. Lâm Chính Nhân cho tới nay luôn mạnh hơn, nổi tiếng hơn, cũng được quốc quân coi trọng hơn, được hưởng nhiều tài nguyên hơn. Quan hệ từ trên xuống dưới đều xử lý rất khá, có thể nói là một người cả vua và dân đều để mắt tới. Trong chiến đấu, thủ đoạn của Lâm Chính Nhân tầng tầng lớp lớp, tựa như vĩnh viễn đều không lật lên hết ác chủ bài, xác thực hoàn toàn khiến cho y thua tâm phục khẩu phục. Y dùng một cành đào làm kiếm, chấn động thành Tân An. Nhưng Lâm Chính Nhân lại từng chút một ném chuẩn bị ở đằng sau ra, dày đặc không dứt, cuối cùng cứng rắn làm hao mòn kiếm đạo của y. Tài nghệ không bằng người, thua là phải. Thắng bại là chuyện thường tình, chớ nên ghi nhớ trong lòng. Lúc đầu ở thành đạo viện Phong Lâu, đối phương chính là người đứng đầu thành đạo viện ở Vọng Giang, là một nhân vật từng được đánh đồng với Trúc Sư Huynh. Bây giờ thua đường như là chuyện đương nhiên, nhưng y vẫn không cam lòng. Nếu hỏi y vì sao không cam lòng, y lại không nói ra được. Đi qua đường đá tiểu viện, bước lên bậc thang đi vào tỉnh thất, đóng cửa lại. Y khoanh chân, ngồi ở trên bồ đoàn, lúc này mới chuyển nắm tay đang siết chặt ra trước người, mở tay ra, một viên ngọc giác màu xanh đang nằm trong lòng bàn tay. Đây là ngọc giác của Đổng Sư, cũng là ngọc giác lưu lại trên xác của Đổng Sư. Do tướng quốc đổ như hối tự tay giao cho y Một đêm kia đổng sư bị giết hại Cố ý đẩy y ra Chờ đến khi y trở lại thành Tân An Gặp lại thì thi thể nọ đã bị cắt rời Cuộc đối thoại ở đầu đường thành Tân An đêm hôm đó Bây giờ hậu tri hậu giác mới nhận ra được là di ngôn của đổng sư Chỉ có người hiểu được hy sinh Hy sinh là một một loại phẩm chất thiên liêng Nó là cơ sở của thành tựu vĩ đại Nếu như có một ngày Cả trang quốc rơi vào bóng tối. Ngươi là mồi lửa mà ta giữ lại cho mảnh đất này. Mãi cho đến hôm nay, y cũng không hiểu hết được những lời này. Bây giờ y đang ngồi một mình ở chỗ này. Y nghĩ là y đã từng hận Đổng A, vì những vong hồn vô tội ở trong thành Phong Lâm này, thậm chí cũng vì Đổng A dẫn y theo bên người, chẳng hề giấu giếm. Dựa vào cái gì không dối gạt y, muốn cho y đau khổ như thế, giày vò như thế đây? Nhưng ngoài hận ra thì sao? Bây giờ y ngồi một mình ở nơi này, xác thực lại nhớ tới nam nhân nói năng thận trọng kia. Trước đây thật lâu, lúc còn đang ở trong thành đạo viên, y đã từng tưởng tượng động sư cười lên sẽ là dáng vẻ gì. Nhưng không ngờ, phải đợi cho đến khi lão ta chết rồi mới có thể nhìn thấy. Trước khi lão ta chết đã cười cái gì? Lê Kiếm Thu im lặng vuốt ve ngọc giác màu xanh trong tay. Chủ nhân sớm nhất của miếng ngọc giác này, nghe nói là Trương Tân Lương, bạn tốt của đổng sư lúc tuổi còn trẻ trương tân lương đưa cho đổng sư đổng sư đưa cho đưa cho ai loại đồ vật nhỏ này hơn nữa kiểu dáng lại rất bình thường y thực sự chưa bao giờ chú ý tới cả thành đạo viện phong lâm nhiều người như vậy y cũng không có khả năng nhớ kỹ từng người mặc gì đeo gì y biết bên trong miếng ngọc giác màu xanh này có cái gì bên trong có ghi lại một môn bí thuật tên là khống nguyên quyết là bí pháp đề cao khống chế năng lực đạo nguyên tinh vi. Trong thời gian y theo động sư làm việc đã sớm học qua, học thuộc lòng. Lúc ở thành đạo viện, y lại chưa từng học qua. sẽ là ai đây? người mà trước đó học khống nguyên quyết, có lẽ là người đầu tiên mà động sư tán thành đúng không? Sau khi người đó gặp chuyện không may, động sư mới lựa chọn mình. người đó chắc chắn rất chói mắt có phải là bạch cốt sứ giả trương lâm xuyên đang ẩn nấp ở trong đạo viện hay không hay là vương trường tường trời sinh phong tước dị mạch tính tình điềm đạm nhân hậu hay là lê kiếm thu đang nghe truyện trên tv audio cv cũng không biết vì sao trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một cảnh tượng cũng là một đêm tối y đang ở trong đình nhỏ ở trước cửa nội viện trực đêm một thiếu niên thanh tú vội vàng chạy tới dù đang gấp nhưng lại không loạn mở miệng nhân tiện nói lê sư huynh có yêu nhân tà đạo đang hành hung ở bên ngoài viện, đã có một sư đệ bị giết hại. Mời sư huynh đi chủ trì đại cục. Trên người có thương tích nhưng vẻ mặt lại như bình thường. Sống sót từ trong nguy hiểm lại có thể rõ ràng mạch lại, không kiêu ngạo không xỉm nịnh. Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên y gặp mặt thiếu niên kia, bởi vì ở cùng một thành đạo viện, luôn có thể gặp mặt. Nhưng đó là lần đầu tiên y nhớ kỹ thiếu niên nọ. Mà chuyện đầu tiên sau khi động sư ra đi, lại là loại bỏ thi độc vì thiếu niên đó. Khi đó y đã cảm giác được, động sư đối xử với sư đệ nội môn mới vừa vào này không giống bình thường, rất không bình thường. Tính tình động sư cương trực, đối xử nghiêm túc, rất hiếm khi dịu dàng như thế. Vị sư đệ kia chắc chắn rất ưu tú đúng không? Lúc đó y đã nghĩ như thế. Về sau quả thật đúng là như thế. Bất kể là ở trên tam thành luận đạo hay là ở một nhóm bên trong thành tam sơn, vị sư đệ kia đều tỏ ra cực kỳ xuất sắc bọn họ cũng có thể được coi như bằng hữu y đã từng là chó thua cuộc khách độc hành xa rời quần chúng ở trên người vị sư đệ kia lại lần nữa tìm về cảm giác đồng bạn lại về sau nửa y đi quận đạo viện bọn họ hẹn nhau sẽ ở chỗ càng cao hơn khi đó bọn họ đều giấu lý tưởng của mình trong lòng y là muốn có thể giải quyết vấn đề hung thú còn lý tưởng của vị sư đệ kia là gì làm quan lớn công thành danh toại yên ổn một phương để cho muội muội có thức ăn ngon ăn không hết có quần áo mới mặc không xuể ư về sau nữa về sau nữa thành phong lâm không còn y cũng biết lý tưởng của mình cuối cùng cũng không thể bảo vệ được sẽ là hắn sao trong lòng lê kiếm thu bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ như vậy y vô thức nắm chặt ngọc giác màu xanh chìm tâm thần vào trong đó tin tức thuộc về khống nguyên quyết chậm rãi chảy vào trong lòng từng câu từng chữ y đều quen thuộc như thế từng câu từng chữ của đổng sư giải thích qua cho y y cảm nhận được chúng nó nhấm nuốt hồi ức đột nhiên trong ý niệm của y nhảy ra một giọt máu tươi không không chỉ là ý niệm từ bên trong ngọc giác màu xanh này một giọt máu tươi chân chính nhảy ra một giọt máu no đủ đồ tươi nó va thẳng vào bàn tay của lê kiếm thu đụng vào thân thể lê kiếm thu Đau đớn. Đau đớn kịch liệt. Cả người lê kiếm thu ngã xuống đất, muốn hét to nhưng lại không thể kêu lên thành tiếng. Giọt máu này tựa như có lực lượng vô tận, lọc thẳng vào ngũ phủ hải, chạm vào bên trong đệ nhất nội phủ. Tòa đệ nhất nội phủ này của Lê Kiếm Thu, bên trong vốn rỗng tuyết. Giọt máu này vừa lọc vào đến. Tí tách. Giống như mưa xuân rơi xuống, ngấm vào mặt đất nội phủ, không thấy dấu vết không nó có lưu lại vết tích mưa xuân rơi xuống vạn vật sản sinh đau đớn của lê kiếm thu biến mất y cảm nhận được một loại lực lượng vĩ đại đang thai nén có một loại phấn chấn tinh thần mạnh mẽ hướng lên một loại dũng khí sống lại sau cái chết tựa như gió xuân thổi qua mặt đất hoang vu nhân thế nên đón tân xuân một hạt giống màu ngọc bích từ trong lòng đất nội phủ chui ra giống như mang thai 10 tháng một lúc sinh nở nó nhảy lên thật cao treo lơ lửng ở mái vòng nội phủ. Ánh sáng màu ngọc bích theo đó chiếu sáng nội phủ. Lê Kiếm Thu đã không còn đau đớn nữa, lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể y không ngừng sản sinh, nhưng y vẫn không đứng dậy. Y nằm trên mặt đất, ngơ ngác. Cho tới giờ khắc này y mới hiểu được, một giọt máu tươi này có ý nghĩa ra sao. Miếng ngọc giác màu xanh kia là Trương Tân Lương để lại. Nó từng bảo dưỡng thống nguyên quyết của Trương Tân Lương, để lại cho Đổng A mà đổng a cũng lưu lại vết tích của mình ở trong đó dọc máu này là tỉnh huyết nội phủ ngưng tụ thần thông là kiệt tác duy nhất thuộc loại thần thông sinh sinh bất tức dọc máu này ở sau khi đổng a chết mới được sinh ra từ trong không gian hồng mông lui ra ngoài Khương vọng lắc đầu mỉm cười trước đó hắn không ngờ tới một lần tiến vào không gian hồng mông lại có thể có chỗ tốt như vậy thành tựu thanh văn tiên thái tuy là niềm vui bất ngờ có là phải kiếm cũng không khỏi đến. Thử nhiều thêm mấy lần. Đương nhiên là đã không còn biến hóa đặc biệt gì nữa. Khương Vọng đẩy cửa đá Phúc Địa ra, đi vào chính là không gian Hồng Mông, đi về chính là không gian Phúc Địa của mình. Hắn cũng không nói chuyện với ai, tới tới lui lui thử mấy lần, sau khi xác định thực sự không có thu hoạch gì mới, cũng liền ném ra sau đầu. Khương Tức gia mỗi ngày đều trôi qua rất phong phú tất nhiên là không biết, trong không gian Hồng Mông, mấy tên tên là Cổ Phú Quý thượng quan triệu thiết trụ đều đang mắng hắn khoe khoang thúi ra sao điều chỉnh bác âm phần hải đã hoàn tất trước đó mấy ngày sau khi bác âm phần hải được điều chỉnh xong so với trước kia vi năng ước chừng có thể tăng lên 10%, chẳng qua vẫn còn chưa thể đột phá lên phạm trù thượng phẩm cấp giáp trong lúc này hắn vẫn còn tham dự một lần khiêu chiến phúc địa khương tước gia đã đánh tới đệ nhị thái hư huyễn cảnh lại lần nữa thành thật dứt khoát chiến thua ở khiêu chiến trước đó hắn đã tính toán xong ngoài lạc lối ra không hề giữ lại chút nào, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại rất nhiều. Dù sao cũng không có nhiều cơ hội ra tay cho lắm. Từ núi Kê Lung xếp hạng thứ 43 lại rớt xuống núi Đồng Bách xếp hạng thứ 44. Mỗi tháng sinh công lại ít đi 10 điểm, thành ra 380 điểm. Một đường đi tới, rõ ràng hết thảy đều xảy ra biến hóa, duy chỉ có ở một mảnh phúc địa này, từ đầu tới cuối vẫn luôn trượt dốc cũng không biết có phải những người kia đều đã biết bên trong phúc địa xuất hiện một kẻ yếu hay không tóm lại qua lâu như vậy vậy mà khương vọng lại không gặp được một lần bỏ quyền để kỳ vọng trì hoãn bài danh trượt một chút của hắn liên tục thất bại điều này làm hắn rất hoài niệm vị cường giả trước đó cố ý học quân tử thời xưa lúc cửu kiếm tàn chiêu mới đến khiêu chiến vì sao mọi người đều không sẵn sàng tới khiêu chiến đây nhưng ít nhất bây giờ khương vọng đã không còn cảm thấy có lỗi về chuyện này nữa cho dù là ai thua liên tục như vậy, bất kể kiêu ngạo tự phụ cỡ nào cũng tập thành quen. Quả thật là đánh không lại. Chỉ cần coi nó như là cơ hội so chiêu cùng cường giả mỗi tháng một lần. Tưởng tượng như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khương Vọng An ủi bản thân một phen, tạm thời kết thúc tu luyện, rời khỏi chỗ mà Lữ Tông Kiêu giúp hắn chuẩn bị, quay về viện lạc chuyên dụng để bế quan. Đương nhiên không phải hắn cần nghỉ ngơi, trên chuyện tu luyện này, hắn có thể nói là chưa từng nghỉ ngơi. Chẳng qua tính toán thời gian, bên chính sự đường chắc là đã có kết quả. Lần bế quan này thu hoạch rất đầy đủ, khiến cho Khương Vọng tự tin hơn, bước chân chưa phát giác có chút thoải mái. Ai da! Một tiếng hô đau trong trẻo vang lên. Một tiểu cô nương ước chừng 14-15 tuổi, đại khái vừa rồi đang trèo tường, kết quả không cẩn thận ngã xuống, té đến nghiêng ngã lộn xộn. Lữ Tông Kiêu chuẩn bị viện lạc này, rõ ràng ở chốn đội thành phồn hoa lại được cho là vắng vẻ. Trong ồn ào có được yên tĩnh, tất nhiên là thượng phẩm. Khương vọng ra đến cửa này, vừa vặn đối diện với tường viện lạc viện. Tiểu cô nương nôn nóng sốt ruột này cứ thế té ngã trước mặt hắn như vậy. Tiểu cô nương té xuống đất, nghiêng đầu qua, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn thành một nắm, nước mắt trưng trưng nhìn Khương Vọng, giúp. Không cần phải sợ. Khương Vọng ấm giọng nói, ta giúp ngươi gọi người vội tiểu cô nương chớp chớp mắt trên lông mi còn đang treo nước mắt hơi mê man người đâu khương vọng gọi một tiếng một gã vệ binh không biết từ đâu chui ra cấp tốc chạy vội tới trước mặt khương vọng cúi đầu hành lễ khương đại nhân có gì cần phân phó đưa tiểu cô nương này đi chữa trị vết thương khương vọng dặn dò phí tổn cứ tính lên trên người của ta tuân lệnh tên vệ binh mà lữ tông kiêu phái tới này rất nhanh nhẹn quay người lại đã bế đứng tiểu cô nương kia lên, bịch 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 chạy tới ngõ nhỏ bên ngoài. Hương Linh Nhi đường đường đệ ngũ thiên hương tam phân hương khí lâu hơi ngơ ngác. Sao lại phát triển thành kiểu này? Chẳng lẽ là ta đã để lộ tu vi ra? Không thể nào, thuật che giấu hơi thở này của ta ngay cả tu sĩ ngoại lâu cũng không thể nhìn thấu được. Nàng ta vốn đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp tiến thêm một bước tiếp cận, nhưng không ngờ bước đầu tiên đã bị mắc kẹt vậy mà tên họ khương này lại tùy tiện gọi người tới đưa nàng ta đi chẳng lẽ là do lão nương không đủ đáng yêu hay là té sắp xuống tư thế không đủ đáng yêu nhỉ có còn lòng đồng cảm nữa không người tề quốc thật quá không biết cách thương hương tiết ngọc rồi nhưng cho dù trong lòng có gào thét ra sao bây giờ nàng ta cũng không thể quay người được nhảy nhót từ dưới đất lên đó chẳng phải sẽ tự mình để lộ ra sao hương linh nhi trực tiếp hận tới nghiến răng vệ binh kia rất tận chức trách vừa ôm nàng ta chạy vừa lay lay nàng ta tiểu cô nương nhìn một chút đừng có ngủ thiếp đi sắp tới y quán ngay thôi kiểu này làm cho người ta mất mặt quá đi mất để cho ta đi chết đi hương linh nhi im lặng che kín mặt bên kia khương vọng lắc đầu tự mình đi về phía thái hư giác lâu trong khoảng thời gian này chắc là trọng huyền thắng cũng đang ở gần đây tiểu cô nương vừa rồi xác thực rất đáng yêu quả thật là rất đáng thương nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một chút cảm giác mất tự nhiên không lái đi được nhưng hắn cũng không đến mức bởi vì một chút mất tự nhiên không xác định ấy mà không thèm để ý tới chẳng qua dựa theo một tiếng ngã xuống và tiếng hít thở kia để phán đoán tiểu cô nương này bị thương không nghiêm trọng lắm cho nên cứ tùy tiện tìm một chỗ y quán là được rồi chính hắn đương nhiên cũng biết một ít đạo thuật chữa trị nhưng công phu mèo ba chân có thể không mất mặt thì tốt nhất không nên mất mặt. Trong thái hư giác lâu vẫn như cũ không còn chỗ ngồi, sinh ý thịnh vượng. Hai đội vệ binh mà Lữ Tông kêu phái đến đóng quân làm ra hiệu quả cực tốt, khiến cho nơi này vẫn luôn duy trì trật tự tốt đẹp. Chỉ dựa vào bản thân Đức Thịnh Thương Hội sẽ rất khó làm được điểm này. Có điều trọng huyền thắng không có ở Thái Hư Giác Lâu, cũng không ở đổ phường Đại Nguyên mà là đang ở bên trong một gian phòng trà. Hắn ta mới xây một cái trà lâu, nhờ vào nhân khí hiện tại của thành thiên phủ làm ăn cũng tốt lắm bây giờ ta đang tu thân dưỡng tánh trọng huyền thắng nhấp một hớp trà chậm rãi ung dung nói ô khương vọng tỏ vẻ rất tin tưởng tùy tiện tìm một vị trí rồi ngồi xuống này 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 trọng huyền thắng hấp tấp ngăn lại nói là nhị đông gia của đức thịnh thương hội ngươi đã xuất quan rồi thì cũng nên làm chút chính sự đi chứ đúng không tháng này đã qua được phân nửa tam phân hương khí lâu bên kia ngươi đi thu một chút sổ sách đi. Khương vọng. Nói đến tháng 5 là hơn phân nữa, nhưng chẳng phải tam phân hương khí lâu của người ta vừa mới xây dựng trước đó không lâu sao. Lúc này mới được mấy ngày chứ, ngươi đây là thu sổ sách gì? Nhanh đi nhanh đi, trọng huyền thắng lên tiếng thúc giục. Chuyện này tùy tiện tìm một tên quản sự là có thể xử lý được mà, Khương Vọng nhìn hắn ta, ngươi có ý đồ gì? Trọng huyền thắng nhíp mông, nghe nói bên kia có tu sĩ siêu phàm tới triều đình hạn chế rất nghiêm ngặt phương diện này trong loại tổ chức bắt ngang khu vực này có tu sĩ siêu phàm không thành vấn đề nhưng nếu tu sĩ siêu phàm ở lãnh thổ tề quốc truyền thụ lực lượng siêu phàm đó chính là chưa có báo lên mà tự mình thành lập thế lực siêu phàm sẽ gặp phải tiến công nghiêm trọng dù sao cũng là việc buôn bán do ta tiến cử ngươi hỗ trợ đi nhìn một chút cảnh cáo một tiếng tránh để sau này xảy ra chuyện khương vọng vừa định hỏi sao ngươi không tự mình đi đi ngước mắt lên lập tức nhìn thấy thập tứ. Thành giao. Hắn không nói nhảm thêm nữa mà quay người lập tức rời khỏi trà lâu. Khương vọng cũng không xa lạ gì tam phần hương khí lâu. Khi ở thành Lâm Phong, nơi này đã được rất nhiều khách quen phong nguyệt coi là nơi cực lạc. Vậy nên, Triệu Nhữ Thành thường xuyên mời khách uống hoa tửu, ngoại trừ liễu lăng hà luôn giữ mình như ngọc thì mấy huynh đệ khác đều không thiếu. Đương nhiên, cũng chỉ là đi uống rượu thôi, nếu là người có tiền đồ trong thành đạo viện Sẽ không ai muốn luân lạc trong nơi thế tục Ở Lâm Truy Tam phần hương khí lâu thấp hơn tứ đại danh quán Nhưng không phải vì tam phần hương khí lâu Không đủ quy cách đẳng cấp Mà là ở nơi như nước tề đây Tam phần hương khí lâu thế nào cũng phải cúi đầu trước địa đầu xà Khương Vọng đã từng thăm tam phần hương khí lâu rất nhiều lần Từ Trang Quốc đến Hòa Quốc Rồi lại đến Tề Quốc Từ Thành Lâm Truy đến Thành Thiên Phủ tam phần hương khí lâu trang hoàng luôn chứa đựng phong tình bản địa mà vẫn giữ được đặc sắc của mình. Điều này cho thế, tâm tư và thực lực người đứng sau chắc chắn không hề tầm thường. Ta vẫn tự hỏi sao hôm nay lại thấy hỷ thước kêu vang, thì ra Khương Đại Nhân muốn tới. Khương Vọng vừa bước vào trong lầu, một tú bà vẫn còn phong vận liền tiến lên đón. Khác với các tú bà của Thanh Lâu khác quen bôi một lớp trang điểm thật đậm che đi vết nhăn, tú bà của tam phần hương khí lâu ở thành thiên phủ này lại để mặt một. Tuy không diễm sắc nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, không mấy chút nào. Đương nhiên, không thể sánh với vị đào nương ở Ôn Ngọc Thủy Tạ kia được. Bà ta mỉm cười nhìn Khương Vọng, không động tay động chân sờ mó thân mật mà cẩn thận giữ khoảng cách, ngài có thích cô nương nào chưa? Khương Vọng cũng chẳng buồn nghĩ sao người ta nhận ra mình nữa. Ở bất kỳ đâu, muốn làm ăn tốt thì việc ghi nhớ ngoại hình những kẻ tai to mặt lớn bản địa chỉ có thể coi là kiến thức cơ bản. Hiện giờ, ở thành thiên phủ, nổi bật nhất là thái hư vọng lâu, tam phần hương khí lâu này phân lâu cũng là vì đó mà tới, mà lâu chủ của thái hư vọng lâu lại chính là khương vọng. Hiện giờ, trong tác hạ học cung, trọng huyền cưng, vương di ngô là tử tù trong doanh, thân là thiên kiêu nổi bật nhất trong thế hệ trẻ nước tề, hắn không để việc này cho ai hết. Kết hợp những điều này lại, tam phần hương khí lâu ôm chân lãnh đạo tầng cao của thành thiên phủ chỉ cần có tí đầu óc thôi sẽ không thể không chú ý tới hắn. Ta không tìm cô nương. Khương Vọng không phí thời gian, nói ngay vào vấn đề, nghe nói có cao thủ từ tổng lâu nhà các ngươi tới. Ánh mắt tú bà chợt có mấy phần đề phòng. Nhưng ngoài mặt vẫn cười đến là thân mật, chỉ là có đại nhân đến tuần sát trong lâu thôi, thuận tiện xử lý vài việc phân lâu chúng ta không xử lý được. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, không có gì sai quy định. Nếu phát hiện ra có điểm gì sai quy định, Trọng Huyền Bàn đã ra tay từ trước rồi. Hắn ta sẽ không vì một chút quan hệ hợp tác này mà quấy cả mình vào trong đống phiền phức của người khác. Khương Vọng khẽ nói, các ngươi đều biết rõ quy củ của Tề Quốc. Ta chỉ nhắc nhở một điều, là không nên gây phiền phức cho ta và Trọng Huyền Thắng. Cao tầng tổng lâu của các ngươi tuần sát thì tuần sát, tuần sát xong thì mau chóng đi đi, đừng có lề mề ở thành thiên phủ. Ta nói vậy, các ngươi có hiểu không? Đương nhiên rồi. Thái độ của Tú bà rất dễ chịu, chúng ta đến thiên hạ của các ngài làm ăn, có thể làm được lâu dài đều vì biết giữ quy củ. Ngài cứ việc yên tâm. Đồng thời, lời này cũng có ý tứ ám chỉ thực lực của Tam Phần Hương Khí lâu. Nhưng điều này cũng không quan trọng, Khương Vọng cũng chỉ định đến cảnh cáo một chút mà thôi. Đã đạt được mục đích, giờ không còn việc gì để ở lại nữa. Hắn bèn xoay người rời đi, được rồi không quấy rây việc làm ăn của các ngươi nữa. Da mặt hắn không đủ dày để nói chuyện tính toán sổ sách vào lúc này. Ôi, Khương công tử, chờ một lát, tú bà bỗng nhiên gọi. Khương vọng quay đầu lại. Đông gia của chúng ta muốn gặp ngài, tú bà nói. Không cần, Khương vọng lập tức từ chối. Hiển nhiên tú bà không lường tới câu trả lời này, khá kinh ngạc nói, ngài hiểu lầm rồi, không phải đông gia của phân lâu chúng ta, mà là thiên hương đại nhân của tổng lâu. Theo như bà ta thấy, thiên hương, tâm hương của bản tông ai nấy đều là tuyệt sắc nhân gian, không có nam nhân nào không động tâm, từ đông đến tây, đếm không xuể ông bướm trải tiền như nước chỉ để được gặp mỹ nhân một lần. Khương Vọng này từ chối như thế chắc chắn là không biết ai muốn gặp mình. Nhưng với Khương Vọng mà nói, dù là hương gì gì hắn cũng sẽ không nhận, cũng không thấy có gì cần phải liên hệ. Thiên Kiêu Tề Quốc, nhân vật có chí tới quan hà đại thi triển tài năng vì nước lại tiếp xúc với lãnh đạo cao tầng của một tông môn chư quốc là có tâm tư gì. Chê mình đã có căn cơ quá vững chắc, rất được tin tưởng ở tề sao. Khương Vọng cũng không muốn tỏ ra quá lạnh lùng, chỉ ấm giọng cười cười nói, chủ yếu là do tục sự quấn thân, không có thời gian. Vậy hôm nay cứ thế đã nhé. Tú bà là một người thức thời, đương nhiên không ép hắn nữa, bèn thi lễ chào, xin đi thông thả. Khương Vọng nhất chân muốn đi ngay, nhưng chợt nhớ ra một chuyện lại dừng lại hỏi, đúng rồi tam phần hương khí lâu của các ngươi có phân lâu trải rộng khắp thiên hạ chắc hẳn năng lực tình báo là số một số hai có biết bạch cốt đạo không nữ nhân kia của bạch cốt đạo đã từng gửi thân tại tam phần hương khí lâu của trang quốc đại nhân nói đùa rồi tú bà cười nói chúng ta giữ bổn phận làm ăn cẩn trọng tuân theo quy củ xưa nay không có liên quan gì tới tông môn giáo phái gì hết xem thái độ của bà ta chắc chắn biết bạch cốt đạo là tổ chức gì Khương Vọng cũng không để ý tới lời bà ta nói, chỉ lấy ra một thối nguyên thạch thả lên tay bà ta, dặn dò, có tin tức gì của Bạch Cốt Đạo thì tới Thái Hư Vọng lâu liên hệ với người của Thương hội Đức Thịnh. Sẽ căn cứ vào chất lượng tin tức để tính tiền, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là tiền đặt cọc. Không đợi nàng nói gì, hắn liền rời đi. Cũng không phải vì hắn cảm thấy tam phần hương khí lâu có cấu kết gì với Bạch Cốt Đạo, chỉ là ôm tâm lý cầu may tiện thể hỏi thôi. Bạch Cốt Đạo còn có một số dư nghiệp tồn tại, trước kia ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện giờ xem như cũng chậm rãi kinh doanh được chút ít rồi, đã đến lúc đi tìm bọn chúng. Khi hắn quay lại phòng trà, Trọng Huyền Thắng còn chưa uống xong một bình trà. "Nhanh vậy sao?" Hắn ta cố ý cười hỏi. Khương Vọng không để ý tới tên khốn này, hiện giờ tên mập này cũng đã ăn mở đã nghiền rồi, mấy nơi như Tam Phần Hương Khí lâu đến rồi chẳng buồn đến lần nữa. Hắn chỉ đáp ta giả cảnh cáo rồi, ta thấy, nếu bọn họ tỉnh táo chắc sẽ không làm điều ngu xuẩn. Trọng huyền thắng muốn nói thêm mấy lời đùa cợt nữa, nhưng ánh mắt đảo qua thập tứ đứng lặng như pho tượng một bên lại thôi, lạnh nhạt nói, tốt nhất là nên tỉnh táo. Nói lại cũng thật xui, trước kia tam phần hương khí lâu này vẫn luôn thành thật, nhưng ta vừa hợp tác một cái, bọn họ liền xảy ra biến hóa. Chắc hẳn có nguyên nhân gì đó. Khương Vọng không muốn tiếp tục nói về chủ đề Tam Phần Hương Khí lâu, bèn hỏi: "Vừa xuất quan đã bị ngươi sai việc, còn chưa kịp hỏi ngươi, chuyện Hoàng Hà Chỉ hội đã định xong chưa?" Chó nhà giàu đưa thiếp còn có thể có vấn đề gì? Mặc dù vẫn chưa đưa danh sách sau cùng lên ngự lãm nhưng nói chung cũng định ra rồi, Trọng Huyền thắng khá hả hê cười cười, nói: "Chỗ kia không xử lý tình cảm được, vẫn cần có kỹ thuật mới xử lý chuyện này." Khương Vọng lấy tay che mặt, "Ta không nhớ ta đã nói với ngươi chuyện yến phủ." ngươi cùng yến phủ chạy đến phù phong tìm liễu thị ở thế hiếp người việc này đã truyền ra từ lâu rồi trọng huyền thắng cười lạnh còn muốn giấu ta hả thương vọng chỉ thấy đau đầu từ đầu tới cuối hắn còn chưa nói lấy một câu ghê gớm sao lại thành ra ở thế hiếp người rồi lại nói yến phủ thực sự là có tiền có thế ta biết làm sao chứ nói không chừng lời đồn đại này có liên quan tới liễu ứng kỳ mà cũng có thể là người khác khẳng định có không ít người ở lâm truy muốn quấy nhiễu hôn sự này với yến phủ nhưng khi ấy liễu tú chương đã hứa hẹn sẽ xử lý tốt việc này chờ nàng ra mặt lời đồn đại gì cũng sẽ tiêu biến thôi được rồi để yến phủ tự đau đầu đi khương vọng lại hỏi có mấy người nội phủ cảnh đại khái là bực mình vì khương vọng không chịu để lộ ra kiến phủ bí văn nên trọng huyền thắng trả lời rất lạnh lùng rất ngắn gọn ngươi lôi chim càng thôi trữ ta biết lôi chim càng. Nghe được tên người quen, Khương Vọng nhẹ giọng cười cười, hỏi, còn thôi trữ này là thần thánh phương nào? Là nhân sĩ trong quân, nói đến chuyện chính, Trọng Huyền Thắng cũng nghiêm túc, không phải xuất thân danh môn gì, chỉ có gia thế bình thường, vào quân đội, đánh lấy thành tích, hiện giờ đang ở trong Tù Điện quân, rất được tu tướng quân coi trọng. Chưởng quản Tù Điện quân là Tu Viễn, Khương Vọng biết người này. Cũng là một nhân vật bò từ dưới tầng chót lên khắp cả tề quốc không có nhân vật họ tu lợi hại thứ hai nào nữa nhờ có tu tướng quân coi như mới có được tu gia nếu nói về nội tình đương nhiên còn xa mới có thể so được với trọng huyền gia lý gia điều kiện cơ bản nhất để được công nhận là một thế gia đỉnh cấp là phải có được tước vị thế tập võng thế để đảm bảo thế gia sẽ qua được nhiều đời mà không rơi rớt nếu không dù là nhân vật lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể lấp lánh một thời một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ lập tức như bèo dạt mây trôi mà thôi. Nghe nói, vị tỉnh quý phi kia vẫn luôn thổi gió bên gối cầu tước cho cao thị chính là vì lý do này. Đương nhiên, chỉ cần tu viễn còn sống một ngày, người tu gia sẽ còn một ngày cơ hội có thể bước chân vào vòng tròn thượng tầng tề quốc. So với vương di ngô thì người này thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng huyền thắng cười đáp, vương di ngô là đệ nhất trong quân rồi, từ du mạch đến chu thiên, đến thông thiên, đánh khắp trong quân đều không có địch thủ, một đường đứng đầu, một đường vô địch. Ta đoán hiện giờ vẫn không có ngoại lệ. Mới đầu Vương Di Ngô còn là đệ nhất tế quốc kia, nhưng vì có Khương Vọng xuất hiện nên chỉ có thể là đệ nhất giới hạn trong quân đội thôi. Khương Vọng không cười, cho nên, đối thủ của ta chỉ có đường huynh của ngươi. Đây không phải kiêu căng, đây là thực lực. Có thêm hai người tham dự trong hạng nội phủ, một người là bại tướng dưới tay, một người là thủ hạ của bại tướng dưới tay hắn không còn lý do gì để lo lắng duy chỉ có trọng huyền tuân tuy nói danh sách đã định ra nhưng dù sao vẫn chưa tới bước cuối cùng vẫn có thể có cơ hội xảy ra biến hóa mà điều này thì phụ thuộc vào tâm tư thiên tử trọng huyền thắng cũng thu nụ cười lại nói nếu bệ hạ thực sự triệu y ra có lẽ là vậy tức chết lão nương hương linh nhi quay lại lâu nghiến răng nghiến lợi căm hận lão nương đến trước mặt ngươi ngươi cũng mặc kệ chờ lão nương tới y quán ngươi lại tới tam phần hương khí lâu muốn chơi trốn tìm với lão nương à nàng ta càng nghĩ càng bực bội hung hăng siết tay một trảo lập tức có tiếng nổ bùng bục vang lên giờ đã vào đêm tam phần hương khí lâu lại càng thêm náo nhiệt mụi nguyệt ngồi dựa vào bệ cửa sổ liếc sang không kinh ngạc vì tiếng động khi nàng ta siết nát không khí mà phì cười vì mảnh thuốc cao da chó đen thui trên cánh tay nàng ta để che giấu sơ hở, Hương Linh Nhi còn cố ý vẽ thành vết bầm vì ngã trên người, sau khi được y quán bản địa nhiệt tình cứu chữa thì trở thành như bây giờ. Một tiểu mỹ nhân sinh như hoa thế kia, dán cả cao da chó vào mà vẫn không bớt đi nửa phần nhan sắc, lại có vẻ vô cùng đáng thương, cũng có chút đáng yêu. Ngươi còn cười. Hương Linh Nhi trừng mắt. Nhưng trừng một cái, chẳng hiểu sao cơn giận cũng tiêu tan. Lúc này, nàng ta chỉ thấy Nữ tử mặc váy đỏ ngồi dựa vào bên bệ cửa sổ, chỉ có thể nhìn nửa người. Đùi phải khuất mất một nửa, tay phải đặt lên đầu gối phải, ngón tay ngọc xanh nõn xuề nhẹ ra, như một đóa ngọc lan. Chân trái nhẹ nhẹ rủ xuống bệ cửa, làng váy đỏ rực phức tạp không thể che lấp đường cong cực kỳ ưu mỹ thân hình thẳng tắp, cân đối kia. Tuy chỉ lộ ra mắt cá nhân nhưng cũng đủ gợi ra ngọc tuyết, hoàn toàn không bị làng váy đỏ kinh diễm kia ác đi. Tà váy bồng bềnh như thủy triều đỏ tay trái của nàng cũng rủ xuống lười biếng. Đầu ngón tay cong cong mềm mại ôm lấy một bình ngọc mỏ hạt màu thiên thanh. Không cần hình dung ra khuôn mặt của nàng. Trong số tất cả thiên hương, tâm hương, hương linh nhi thích nhất là khuôn mặt hơi xa cách mà mị hoặc này. Cửa sổ mở rộng, bên ngoài gió đêm mát mẻ phiêu phiêu quyện với ánh trăng lấp lánh. Có gió thổi tới. Làn gió dịu dàng tản mạn khắp nơi. Dường như sự ồn ào náo động bên dưới lầu cũng biến mất. Ta vừa mới tức đến mùa đầu Giờ mới chú ý tới cảnh đẹp mỹ nhân đương nhiên khiến người ta dịu lại Hương Linh Nhi hòa hoãn hỏi Sao hôm nay ăn mặc tiên diễm vậy? Mụi Nguyệt nhẹ nhàng nhếch miệng cười trả lời Nhắm rượu Ngươi cười lên thật đẹp đó mùi mụi tốt Hương Linh Nhi sỉ ngốc bước lên một bước Nhưng lập tức cảnh giác dừng lại Nàng ta lắc đầu cười hì hì nói Ngươi mê người quá Khiến ta khó mà phòng bị được Mụi Nguyệt không nói gì Hương Linh Nhi lại nói Ta nghe nói khương đầu gỗ kia từ chối gặp ngươi." Nàng ta cười cười, như thế lại khiến tỷ tỷ thoải mái hơn rất nhiều. Muội Nguyệt khẽ nói, đổi người khác đi, không cần phải tốn thời gian vào hắn. Người này một lòng hướng đạo, không thể lay động. Không ai thích hợp bằng người này, có danh khí, lại có tương lai, còn thiếu căn cơ. Không hiểu sao Hương Linh Nhi lại cười nói. Dù có một lòng hướng đạo đến đâu đi nữa, gặp ngươi rồi cũng chỉ muốn một lòng hướng về ngươi thôi. Hắn thì khác, từ khi còn rất yếu ớt hắn đã rất kiên định. Mùi nguyệt thầm than nhẹ. Nhưng nàng vẫn cười nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nhân vật có vai vế ở Tây Quốc một chút để cứu lấy cục diện của bổn tông ở Đông Vực, chứ không phải ở đây đấu khí với ai hết, làm vậy thật vô nghĩa. Tam phân hương khí lầu đã bắt đầu đại bố cục phân lâu khắp thiên hạ, mùi nguyệt cũng là nhờ vào thể hiện xuất sắc khi ở thành bất thục và hòa quốc mà nhảy lên được thành thiên hương trong thời gian cực ngắn ở tề quốc đương nhiên tam phân hương khí lầu không thể trắng trợn kinh doanh nhưng ở một số tiểu quốc đông vực thì họ đã vượt khuôn khổ phần nào rồi nhưng dù là phát triển ở tiểu quốc khác đi nữa thì vẫn phải làm tốt ở nơi tề quốc này bá chủ đông vực không chỉ là một cái tên đâu mà còn có ảnh hưởng nhiều mặt dù tam phân hương khí lâu phát triển tốt ở các nơi khác trong thiên hạ nhưng một khi gây sự với thượng tầng Tây quốc, sẽ lập tức tuyệt tích ở đông vực này. Mặt khác, chính vì tình trạng giàu mà không mạnh, lớn mà bất ổn này, khó mà ứng đối với cục diện cường quyền, nên tam phân hương khí lầu mới nên đón lần biến đổi này. Thời cơ muội nguyệt gia nhập thế cục có thể nói là tuyệt diệu. Ai nha ta đau đầu quá. Hương Linh Nhi dở trò xấu, lười tìm quá, thế nào cũng phải bắt hắn thôi. Mụi Nguyệt cố ý để cho người mời Khương Vọng đi gặp cũng là thử một chút thôi, bày ra thất bại cho người ta thấy. Đương nhiên, cũng không chắc là không có tâm tư muốn mặt đối mặt trò chuyện, dù là có che mặt. Nàng không ngờ Khương Vọng sẽ từ chối gặp, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý, giống như thiếu niên minh chút chặn kiếm trước mặt mụi mụi mời nàng, giữ vậy. Tùy ngươi đi, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở, tỷ tỷ muốn ồn ào, ta sẽ không xen vào. Nhưng tên mập bên cạnh hắn rất thông minh, sau này tỷ tỷ tiếp xúc phải cẩn thận một chút, tránh cho sau này ta về lâu không thể bàn giao với tông chủ. Theo như hiểu biết của mình về Hương Linh Nhi, nếu mình cứ ngăn cản mãi nàng ta sẽ sinh nghi. Nàng thoải mái nhượng bộ, chỉ nhắc tới điểm nguy hiểm như thế, Hương Linh Nhi tỉnh táo lại chắc hẳn có thể nghĩ ra rõ ràng. Yên tâm đi Hương Linh Nhi cười thanh khách, ta làm sao có thể bỏ muội muội ngươi được. Muội Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nâng bình ngọc lên, ngửa cổ uống một ngụm dưới bóng đêm dường như cần cổ thiên nga tỏa sáng mỹ nhân một mình uống rượu bên cửa sổ đẹp như một bức họa vân trăng treo cao bên cạnh chỉ làm nền cho nàng hương linh nhi bất giác ngẩn ngơ trong lòng chỉ muốn chẳng trách nàng tên mụi nguyệt ps mụi nguyệt che trăng trước mặt nàng mặt trăng cũng mờ nhạt thương vọng huynh ta thấy thư như thấy mặt vì sao phải nói chuyện chính thức với ta như vậy bởi vì Khương An An ta đã hoàn thành điện cơ, hiện giờ đã là một tu sĩ du mạch cảnh vĩ đại. Huynh không thể mắng ta như mắng trẻ con 3 tuổi nữa. Rút gọn một loạt ví dụ. Đừng tưởng mua đồ ăn cho ta là được, ta không phải quỷ tham ăn. Dám chọc ta không vui lần nữa, hừ, nơi này vẽ một hình người nhỏ có vẻ tức giận. Bên cạnh hình người tức giận lại vẽ một người lớn nắm tay người nhỏ. Người lớn hơn này không có khuôn mặt, trên trán viết chữ không nghe lời. Hôm nay Diệp Bá bá lại khen ta đó. Ông ấy nói ta. Thanh Vũ tỷ tỷ khen ta. Phương sư huynh khen ta. Rút gọn một loạt những lời phát biểu có vẻ thổi phồng. "Ca ca, không ngày nào ta lười biến hết, Đại Vương sư tỷ nói không lâu nữa ta có thể bay rồi. Lần sau gặp lại, ta sẽ chở huynh bay, có được không? À nữa, quả đen nhánh mà huynh mang cho ta ấy mua ở đâu vậy? Một bằng hữu của ta cũng muốn ăn." tìm mãi mà không được thấy thư mau về lại vẽ một hình người nhỏ đang chạy lạc khoản vân thượng khương tiểu hiệp đóng thư an an ngoan khi nhận được thư này khương vọng đang ở trong biệt phủ hà sơn ở lâm truy thái hư vọng lâu đã làm ăn ổn định không cần hắn ở đó nữa hoàng hà chỉ hội ngày càng tới gần đương nhiên thời gian này vẫn nên ở lại lâm truy mới phải trong năm nay hắn rất ít thư từ với an an đương nhiên chủ yếu là vì hắn viết thư trả lời quá ít thực sự thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện hắn lo không xuể trước đó lại ra biển lại càng mất hút cứ cách một thời gian cố định là lại có thư của an an gửi tới có đôi khi tốc độ phi hành của vân hạc còn không bằng tốc độ khương vọng di chuyển khương vọng tu hành xong xuôi về tỉnh thất thì nhận được phong thư vân hạc đưa tới cười tươi xem hết cả phong thư hắn cảm thấy bầu trời ngoài cửa sổ thật đẹp trong thư An An có nói mình đã hoàn thành điện cơ, đương nhiên đây là một tin tức tốt. Lúc trước Khương Vọng mất 4 tháng mới hoàn thành Chu Thiên Tinh đấu trận đồ điện cơ. Khương An An dùng cửu tiêu đồ điện cơ, hao phí hơn 5 tháng. Cửu tiêu đồ cùng Chu Thiên Tinh đấu trận đồ là trận đồ điện cơ cùng cấp, khó khăn tương đương nhau. Dù sao Khương An An cũng còn nhỏ, không thể so với Khương Vọng trước khi khai mạch đã trải qua sinh tử nhiều lần, nên tốc độ này của nó hoàn toàn không phải chậm lăng tiêu các quả thực biết cách dạy dỗ nghĩ nghĩ một lát Khương vọng bèn cầm bút viết thư hồi âm muội muội khương an an tốt nhất trên đời thấy thư như thấy mặt muội đã điện cơ xong quả thực là một tiểu thiên tài đã bước ra một bước kiên cố trên con đường tu hành ca ca biết muội lúc nào cũng giỏi chỉ có một vài điều ta muốn nói cho tới bây giờ vĩ đại không phải vì cường đại cũng không thể tự mình rêu rao, mà là vì ngươi là một người không tầm thường, từng làm nên chuyện không bình thường, nên mọi người ca tụng ngươi là vĩ đại. Lúc này ca ca nói vậy chắc muội không hiểu, cũng có thể hỏi thêm thanh vũ tỷ tỷ của muội, ta tin tưởng nàng ấy có thể có đáp án sinh động hơn cho muội. Ca ca bên này mọi chuyện đều tốt, người ở đây rất hòa thuận, chỉ có điều ca ca nhớ muội. Rất mong đến một ngày muội có thể chở ca ca bay đó. À, bằng hữu kia của muội là ai? còn nữa chữ muội không tiến bộ gì cả phải luyện tập thêm lạc khoản khương đại hiệp viết xong đọc lại một lượt hắn mới biến thư thành vân hạc sau đó lại lấy thư của diệp thanh vũ ra xem diệp thanh vũ hành văn vẫn thanh tú nhẹ nhàng như vậy chỉ lựa lời kể mấy chuyện lý thú của khương an an miêu tả cụ thể trình độ tu hành của nàng sau đó nàng mới thuận tiện kể vài câu về mình nhưng cũng rất sơ lược chỉ có cuối thư mới viết một câu. Mong đạo hữu niệm tình an an mong mồi, không được làm việc lỗ mãn. Hẳn là nàng đã biết chuyện xảy ra trên đài thiên nhai. Mặc dù không biết tin tức làm sao truyền đi nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại, vân quốc hành thương thấp thiên hạ, hẳn là không khó nắm giữ tin tình báo nước ngoài, nhất là đại sự đã truyền khắp vùng đảo gần biển này này. Khương Vọng nghĩ nghĩ một lát, lại nâng bút, cẩn thận kể lại tiền căn hậu quả sự việc trên đài thiên nhai một lượt. Đương nhiên, phần nguy hiểm được tóm tắt sơ lược hết sức chỉ cố gắng miêu tả đơn giản quá trình cuối cùng không thể thiếu một màn khoa trương tề quốc ủng hộ và bảo vệ mình thế nào kể trận chiến trên đài thiên nha nhàn nhã như một buổi chơi xuân vậy cuối cùng hắn viết ta muốn xem sông dài tranh đấu với anh hùng thiên hạ nếu may mắn có thể dương danh định ra căn cơ vững chắc ở tề quốc sẽ có thể đón an an đến bên cạnh mình mà không phải lo lắng chuyện gì hết hơn một năm phiêu bạc nơi đất khách quê người, vẫn thường nhớ mong ấu muội ốm yếu, liên lụy đến đạo hữu phải lo lắng, trong lòng khó có thể bình an. Trận chiến này, ta sẽ cố hết sức. Mong đạo hữu trân trọng nhiều hơn, vô cùng cảm nhớ. Lạc khoản của Diệp Thanh Vũ vẫn luôn là Vân Thượng Thanh Vũ, tương tự như vậy, lạc khoảng trên phong thư hồi âm của Khương Vọng cũng là Phong Hạ Tiểu Khương. Thả tay cho Vân Hạc bay đi, hắn thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ trống rỗng còn chưa đến Hà Sơn Hồng, nhưng hắn nghĩ, chắc hẳn An An sẽ thích cảnh tượng rực rỡ của Phong Hà lúc chiều muộn. Cũng nên đi thăm thú bảy thắng cảnh nổi tiếng của Lâm Truy vài lần, còn cả bát âm trà nữa, tiểu An An không tiện đi tới nơi đó, có thể nghĩ cách để chủ quán đưa tới. Còn có ăn, uống, chơi. Khương Vọng lấy lại tinh thần, không nhịn được mà lại cười. Có người vui vẻ có người sầu. Có người thỏa thuê mãn nguyện, có người lửa giận công tâm. Trọng Huyền Thắng ở lại thành thiên phủ để móc nối làm ăn với thương hội Đức Thịnh lại đang cực kỳ nổi giận. Nguyên nhân là, có người dám cạnh tranh với chuyện làm ăn độc quyền của Thái Hư Vọng Lâu. Đương nhiên, không phải ở Tề Quốc, mà là ở quần đảo Cận Hải. Quần đảo Cận Hải cũng có một sứ giả Thái Hư, nghe nói là một người tên Hoa Mãn Lâu. Người này xuất thân phái Thương Lan, có thể nói là không có tiếng tâm gì, đến mức dù cũng gia nhập Trấn Hải Minh nhưng không có lấy nổi một ghế nghị sự. Mà tiếng tâm của Hoa Mãn Lâu còn chìm nghiễm hơn cả phái Thương Lan. Thậm chí, đến tận bây giờ, cũng không có quá nhiều người trong phái Thương Lan biết y. Sau khi biết được về cách làm việc của Thái Hư Vọng Lâu, cách làm việc của Khương nào đó và Trọng Huyền nào đó mà tạo ra trên lệch cực kỳ rõ ràng. Y bèn xây Thái Hư Vọng Lâu trên đảo Tinh Châu ở Thương Lan Phái, đảo này nằm ở phía nam phần đuôi của đảo Tiểu Nguyệt Nha, giống như một ngôi sao nên được gọi là tinh châu. Tòa Thái Hư Vọng lâu này của Hoa Mãn lâu không thu bất kỳ phí tổn gì, y bèn hợp tác với Trấn Hải Minh thành lập ra Thái Hư Vọng lâu ở đây. Bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có thể dùng Hải Huân để đổi lấy tư cách tiến vào Thái Hư Vọng lâu. Làm vậy sẽ thúc đẩy càng nhiều tu sĩ tới mê giới phấn chiến, tu sĩ đến mê giới chiến đấu lại có thể dùng Hải Huân Thái Hư Vọng lâu tu hành, hình thành nên mối tuần hoàn tốt đẹp mặc dù đảo tinh châu cách thành thiên phủ rất xa mà phương thức dùng điểm hải huân đổi lấy tư cách vào thái hư vọng lâu không phải dùng tiền túng lại là không thể nào ảnh hưởng đến việc làm ăn của người họ khương nào đó và người họ trọng huyền nào đó kia nhưng trên đời này cái gì cũng thế sợ nhất là so sánh hiện giờ có rất nhiều người đang mắng ngài cảnh vệ lý nhí báo cáo nói ngày toàn thân thịt mỡ dơ bẩn tiêu tiền mồ hôi xương máu của người khác mắng ngài là thần dữ của câu mắng này rất sáng tạo trọng huyền thắng phân tích một câu rất chuyên nghiệp sau đó giận tím mặt chửi bọn họ biết cái quái gì chứ muốn kiếm đạo nguyên thạch không phải cũng cần cố gắng sao vòng tuần hoàng của ta đang phi thường tốt đẹp đấy dân giàu nước mới mạnh nước mạnh mới có thể bảo vệ hải cương cái đám người chỉ biết nói này nói kia há có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của ta một lát sau hắn ta mới nói không đúng thương vọng mới là thái hư sứ giả bọn họ mắng ta làm gì? Ảnh vệ rụt đầu thưa, bọn họ nói Khương Thanh Dương trọng tình trọng nghĩa, lời hứa ngàn vàng, xem danh lợi như cạn bã, làm sao có thể bào thịt người ta như thế? Nhất định là hắn bận biểu tu luyện, bị ngài che giấu, để cho tên gian thương là ngài dở trò, phất to. Trọng huyền thắng Mặc dù hắn ta vẫn cảm thấy mắng chửi người ta mà không có lấy nửa chữ thô tục mới là mắng chửi cao cấp, nhưng lúc này, ngoài trừ chửi con mẹ nó ra cũng không biết phải làm sao mới biểu đạt được tâm tình. Ngày 19 tháng 5, Khương Vọng tự mình canh giữ ngoài cửa biệt phủ Hà Sơn, nên đón một vị khách nhân dung mạo không được tốt. Trên đời này có rất nhiều người xấu xí, nhưng một người xấu xí có thể khiến Khương Vọng thân mật đối đãi như vậy, ngoại trừ Liêm Tước thì không còn ai khác. Trước kia Liêm Tước muốn tranh vị trí gia chủ còn cần nhờ Khương Vọng để lén lút liên hệ với Trọng Huyền Thắng, song phương bí mật hợp tác, mượn lực lẫn nhau hiện giờ trọng huyền thắng đã đi trước khương vọng cũng nổi danh khắp cả tề quốc quan hệ giữa hai bên không cần phải giấu giếm nữa rồi giao hảo với khương vọng chính là một quân bài vô cùng mạnh trong tay liêm tước liêm thị ở nam giao chính là thánh địa đúc binh sư bản thân nó và chủ nhân của danh khí cũng có một chút tình cảm nhưng thứ như tình cảm này rồi cũng sẽ tiêu hao hết càng không được coi là thực lực bởi vì vũ khí tề quốc là ở xích dương binh lính xích dương là ở nam giao nên liêm gia cũng có một chút quan hệ trong quân đội binh khí nam giao phủ khắp thiên hạ bọn họ cũng có tài nguyên để tiến xa nhưng bản thân liêm gia lại không có cường giả đây là một điều không may không gì xóa nhòa được thậm chí doãn quan khi ở cảnh giới ngoại lâu đỉnh phong còn từng tuyên bố muốn đồ diệt liêm thị từ đó cũng có thể thấy rõ thực lực của gia tộc này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha